trai đẹp núp đằng sau nãy giờ không thấy hương phấn nữa. Đây là thẩm mỹ viện New You, em là thư ký kim cố vấn về nhan sắc. Có nhiều người, người ta làm, người ta đến đây, người ta chỉ muốn cắt con mắt thôi. Em tư vấn một hồi, nó kéo nguyên dòng họ tới cắt luôn. Nói chung, thẩm mỹ viện New You này bây giờ là thuộc quyền sở hữu của em. Làm đẹp. Tất cả ngồi yên. Gì vậy? Còn đừng nhúc nhích. Hả? Cướp. Đi ra khóa cái cửa lại. Trời ơi, anh cướp. Cái thẩm mỹ viện này bây giờ là của tôi. Anh ơi, anh có cướp, anh ra nhà băng anh cướp. Ở đó có tiền, còn trong đây bông băng thuốc đỏ không à? Đúng, tôi vô đây tôi cướp. Nhưng mà tôi muốn cướp sắc. Trời đất ơi, mấy ba mấy má nào mà tới đây thẩm mỹ là đều xấu quắc, đâu có sắc trong cướp. Trời ơi, ý của tôi nói là tôi muốn cướp sắc về cho tôi á. Chưa có hiểu, trời ơi, cướp. Cướp cái gì vậy? Cầm lấy. Ê, súng, trời súng, cứng nhắc à. Em sợ cái súng lắm. Bà này bà diễn sâu dễ sợ. Không có một cái người nào mà sợ cái súng mà ta ôm chặt cái súng giống vậy. Không, anh sợ. Sợ súng. Sợ cái gì? Đó không phải súng, cái đó là tiền đó. Tiền hả? Yeah. Ủa, sao vô đang cướp không lấy tiền của tôi mà tự nhiên đưa tiền cho tôi vậy? Có đó mới có 1 cọc à. Còn 3 cọc nữa nè. Đâu rồi? Trời ơi, quá trời. Dạ anh ơi anh, tôi lại anh. Anh đem chi mà có đóng tiền vậy anh? Mà sao tiền lẻ không vậy? Tiền lẻ mà nó nhiều. Tôi định vô đây là tôi muốn đi thẩm mỹ. Nhưng mà nói chị nghe nè. Cái gì? Ông vô đây thẩm mỹ hả? Dạ, nhưng mà em mắc cỡ. Cho nên em mới kêu chị đi ra khóa cái cửa lại cho em. Ê, lần sau làm thẩm mỹ rồi tôi muốn tim tôi muốn thòng xuống luôn. Tôi tưởng cướp. Không có, nói thiệt. Tại vì em phải bịt đầu khẩu trang lại sợ mấy đứa bạn nó giận ra nó chọc quê. À vậy hả? Dạ. Nói chung là làm thẩm mỹ đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, hú hồn. Lấy hồn tôi lại coi. Dạ. Để tư vấn cho anh. Dạ. Dạ. Em nói chị nghe nè. Gì? Cho em hỏi đàn ông có ai vô đây thẩm mỹ không chị? Trời ơi, hỏi câu nhà quê hết sức. Có coi phim Hàn Quốc không? Trời, thời buổi này không coi phim Hàn Quốc là lạc hậu á. Thì đó, cậu tưởng nè, cậu nhìn đi. Đó, hình nào tàn, tài tử không à. Cậu tưởng sanh ra là người ta đẹp như vậy hả? Ủa, nhưng nói vậy là nó xấu lắm hả chị? Trời đất ơi, hỏi câu dư thừa. Nhờ vô thẩm mỹ người ta mới đẹp được như vậy á. À, gì hả chị? Ừ. Trời ơi, vậy là thẩm mỹ mới được vậy hả chị? Ừ. Trời. Chứ ông nào ông nấy bước vô là cái mặt xấu á. Không có ai ví dụ ta. Xấu cỡ cầu á. Trời ơi, xấu mà không có cha sanh mẹ vậy. Xấu mà xúc xỉa, xấu mà lây lan, xấu mà hàng xóm dán hình không cho vô nhà. Nói chung là xấu kể như là má hú. Bà nội khóc. Bà ngoại gì quỳ lại ông địa. Thiệt á. Chị gì? Em biết là em xấu à. Nhưng mà em đâu có ăn hết dòng họ, ăn hết của gia đình của chị đâu. Mà chị làm thì chị sĩ giả vô mặt em dữ vậy. Không, ý là tại không ai xấu cỡ cậu để tôi ví dụ đúng không? Mà tôi nói cậu nghe nha. Tôi nói cái gì? Không phải, tôi chửi vậy để cho cái xấu đừng có lây. Nó thấy tôi sợ, nó không có lây. Thôi đi bà. Gì? Trời, xấu mà làm như bệnh truyền nhiễm thì còn lây lan gì nữa. Lây sao không lây? Cậu thấy hả, người ta ở với người đẹp thời gian người ta đẹp, ở với người xấu thời gian xấu. Đứng xa xa tôi ra ba. Cái gì? Vậy? Cậu yên tâm đi. Dạ, tôi sao? Nói vậy thôi chứ cậu bước vô cái New You này của tôi rồi là cậu sẽ thay đổi cuộc đời mới. Vậy hả chị? Dạ. Trời ơi, bây giờ em mới biết cái thẩm mỹ viện tên New You. Giờ chị giải thích em mới hiểu nha. Thì đó. Đó hồi đó giờ em đi ngang đi qua đi lại cho em nói ai mà đặt cái tên thì nó thấy nhìn thấy cà chớn dễ sợ luôn á. Thiệt, nghe nó rất là tầm sàm. Bây giờ chị kể em mới thấy là cái sự tầm cỡ của cái nó. Thì mới. Dạ, mình cứ như bước ra cái bước vô cái mình bước ra cái mình New You. New You. Dạ, mình New You rồi cái mình có New Life. Đúng vậy. Dạ, New Life rồi cái mình Happy New Year. Chưa, muốn muốn happy là phải bỏ tiền vô thẩm mỹ mới happy. Nói chung phải có tiền hả chị? Ừ. Có tiền là có tất cả. Có tiền cả tất cả. Có tiền là xấu như ma cũng thành tiền nha. Đúng không chị? Yeah. Không, sao lao thiệt chứ. Không phải hả? Phải là thiệt, phải dạ, mà dạ, dạ. Tại vì cậu biết sao không? Cậu lên, cậu chết đi sửa, tôi làm cho cậu đẹp hết luôn. Vậy hả chị? Ừ. Tôi tốn tiền hả chị? Ờ, có, dạ. Tiền nó quan trọng. Dạ em biết. Nhưng mà còn nhiều cái nó quan trọng hơn. Dạ. Hiểu không? Dạ, tụi Hàn Quốc tụi nó thấy tụi nó làm quá hả chị? Trời ơi, mà Việt Nam mình á, là tại không có chú tâm thôi. Dạ. Đàn ông Việt Nam mình á, là không có chú tâm. Chứ đàn ông Hàn Quốc cậu có biết là một năm nó xài bao nhiêu tiền mỹ phẩm, nó sức vô mặt không? Bao nhiêu vậy chị? 900 triệu đô la Mỹ. Cái gì mà tới 900 triệu dữ vậy chị? Thì bởi vậy mà chưa đâu nha. Hôm bữa tôi qua tôi học cái nghề thẩm mỹ này nè. Dạ. Tôi đang đi trên chiếc xe taxi. Dạ. Để ra sân bay gấp vậy mà cha tài xế nở lòng nào tấp vô lề. Làm gì? Sức kem chống nắng. Chị sao chị nói quá à, có không? Trả sức 15 phút có sức nhiều hơn tôi nữa đó. Dạ. Mà đàn ông mình á, tại Việt Nam mình đi về đó, nhào vô đi làm về ôm vợ ôm con đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đàn ông Hàn Quốc không, nó nhào vô nó ôm tủ lạnh lấy trái dưa leo liền. Làm gì vậy chị? Đắp mặt nạ.
Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta cấm rồi, không cho đắp mặt nạ dưa leo nữa. Sao vậy chị? Không còn dưa leo để làm kim chi ăn. Trời. Thiệt. Chị ơi, nếu mà nó cấm đắp dưa leo rồi, mấy mình đắp dưa hấu được không chị? Dưa hấu nó tốt hơn dưa leo. Dạ, vậy mình đắp dưa hấu đi. Nhưng mà nó ngọt rồi, nó bu dữ lắm. Trời. Tự nhiên ngồi đắp dưa leo xong rồi phủi như cái thứ tụi bu kiến đậu coi nó kỳ, nó mất sang, hiểu không? Vậy hả? Kỳ lắm. Ở dưa hấu nó ngọt, mấy mình đắp dưa muối đi chị. Muối nó mặn á chị, rồi mới đậu vô là có lên tăng xong nó chết queo liền à. Cha nội này tào lao, cái mặt của cậu là phải đắp đến dưa mắm mới được. Nó đau à. Không kệ nó, đắp dưa gì cũng kệ nó đi chị. Nhưng mà em bây giờ em phải công nhận nha. Sao? Bác sĩ thẩm mỹ là quyền năng dễ sợ luôn á chị. Dạ, dạ làm được nhiều thứ quá chị ha. Ở đây làm được nhiều thứ, cái gì họ cũng làm được hết trơn hết trời. Dạ hả chị? Bởi vậy. Trời ơi, bây giờ cái con người như em giờ mà làm ra được gì không chị? Cái con người của cậu hả? Dạ. Ngắm 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 đi chị. Ngắm. Tôi nghĩ á, dạ, là cái mặt của cậu là không có nên không có nên sửa hả chị? Không có nên để nguyên vậy. Trời ơi chị, kỳ quá à. Không, chị thấy cái mặt em bây giờ nó bình thường quá nè, đúng không? Vậy mình có sửa được gì không? Sửa chứ. Vậy hả? Trời đất ơi, cái mặt của cậu là tôi sửa xong rồi đó nha. Mà người ta nhìn vô nó không phải là con người ta nữa. Trời ơi, không phải con người ta, không lẽ chị nói em xúc vật chị? Không phải xúc vật, phải bà. Chị nói chúng ta đang làm con người, tự nhiên chị nói không phải là con người ta là gì? Cậu có thấy ai đẹp, cái tao nói trời ơi, như tiên, hiểu không? Hiểu không, đẹp, ý là đẹp. Tôi cho cậu đẹp, có một cái vẻ đẹp từ con người bình thường mà đẹp tới bất thường luôn. Ở vậy chị nói em khùng hả? Không phải. Không thiệt, tự nhiên đang bình thường giờ làm bất thường rồi chứ nói em khùng rồi. Tại tôi nhiễm cái thằng cha nào nè. À, cái gì? Cái thằng cha đen nhồ phú, thằng cha gắn lông meo á. Dạ. Cha hay nói tôi là người bình thường sẽ trở thành người phi thường đó đó. Nhớ không? Cha đó. Dạ, vậy chị làm em người phi thường đi chị. Thôi, phi thường là anh trả giỏi cho nội. Dạ. Còn ông là phải đẹp bất thường. Hiểu không? Đẹp bất ngờ mà không phải bình thường. Và tôi nói, con nghe có người vô đây thẩm mỹ xong đẹp bất ngờ luôn. Vậy hả? Có ai? Nghe, có ông đây nè, ông sắp xuất viện rồi. Anh ơi, cái ông sắp xuất viện, đẹp 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 lắm, đẹp không? Tôi làm cho ổng à. Ủa đâu rồi anh đường này nè anh, nhiều người thẩm mỹ xong không biết đường về luôn. Trời. Ghê quá vậy chị. Tại cắt mắt á. Ủa đâu rồi? Ôi chị ơi em nè. À. Đó trời đất ơi, bên kia đứng đón chào. Trời đất ơi, rụng nụ gì vậy? Vậy làm gì vậy? Rụng á, thấy trai đẹp rụng à. Trời đất ơi, tôi sửa cái mặt y như đang nguyên á. Trời ơi, sửa cái mặt y chang, tôi đẹp tới cưng chứ sợ. Cho hùng cái à, gì đâu. Lâu lâu có cơ hội mà. Cưng quá à. Hôm nay xuất viện phải không? Dạ, thưa chị, hôm nay em xuất viện. Ừ. Nằm ở đây mấy ngày mà em nhớ nhà quá. Ừ. Thôi ôi, nằm đây có mấy ngày mà đẹp như vậy. Ừ. Chị cho em nằm đây 1 tháng được không chị? Mày nằm 1 năm không biết được vậy chưa? Nhỏ nó kiện mà. Không, mà kệ nó, nếu mà đẹp nằm năm em cũng chịu. Phải công nhận, em có phải công nhận là bác sĩ ở New You của chị thẩm mỹ viện này quá hay, hoàn toàn mới luôn. Dạ chị nói đúng, bác sĩ rất là giỏi. Ừ. Em nhìn vào gương mà em còn không nhận ra em mà. Thầy ghét không? Gọi điện cho gia đình đón đi cưng. Alo má hả? Dạ con đây. Má nhớ nhốt con chó nhà mình lại nha má. Bị con chó nhà mình mà nó thấy ai là nó đớp liền. Trời. Con mới từ thẩm mỹ viện, tí nữa con sẽ về tới. Nhớ nha má. Dạ, con bye má. Ê, gọi lại cho má đi. Báo cho má biết mấy phút là về đi. Chứ bây giờ em mà về má em cũng không nhận ra em, chứ đừng có nói con chó. À, chị nói đúng không? Ờ. Em còn nhận ra em, chứ như là má em. Thì bởi vậy em cũng nhận ra em mà. Còn không thôi, tới đầu ngõ là em phải kêu liền, con về nha má, để nghe được cái giọng, hiểu không? Em, má nghe nè, qua đây nè. Cho anh hỏi, bữa trước khi em vô thẩm mỹ em xấu lắm hả? Trời ơi, hỏi cái câu ngu không? Dạ, không giấu gì anh. Em xấu như anh vậy đó. Trời ơi, hỏi chi, có đâm cho lũng ruột. Trời đất ơi. Không, không có giận chơi, anh hỏi thiệt, phải không em? Thiệt. Trời ơi, còn dặn dầm lại câu nữa. Thiệt không? Thiệt, cái này mới chết nè. Bà cái gì? Chị biết vậy đó, em hỏi vậy là để em xác nhận là coi như cái thẩm mỹ viện đây nó làm uy tín, để em biết mà em quyết định có làm hay không á. Ờ, vậy hả? Yên tâm đi, đây uy tín lắm. Dạ, dạ. Gì? Nhờ em đứng gần cầu này mà em biết á. Before and after. Trời đất ơi, cái thằng nó đã sửa đẹp mà nó còn có duyên nữa. Trời đất ơi.
Ê, before. Tao kêu mày á, before. Mày đứng kế bên after của tao giùm khoai. Trời ơi, ông trời ông cho hết mà ông lấy hết rồi má ơi. Không chừa cho con nhỏ một chút xíu nữa. Trời đất ơi, đã xấu mà mở miệng ra cái giọng còn dở. Thằng nhỏ đã đẹp mà mở miệng ra, trời đất ơi, hung cái nữa coi. Trời, xanh nó ra một đẹp quá trời. Cái công của em sửa em phải hung chứ. Công cho anh chụp tấm hình. Công nào mà sửa, bác sĩ sửa. Quá. Vậy à, cho chụp tấm hình đi. Bây giờ em là người khác rồi. Sao à? Chị muốn chụp hình em chị phải trả tiền quảng cáo chứ. Trời ơi. Cậu nên nhớ là thẩm mỹ nào làm cho cậu đẹp. New You của tôi, sao cậu mau quên quá vậy? Quên là nghệ thuật sống đó chị ạ. Chị thấy không? Xấu như Hoài Tâm nè. Lâu lâu mới cua được một cô. Nên gì đâu dám quên. Còn như em nè, bây giờ em quen biết bao nhiêu cô. Em phải học tính quên. Nhớ nhiều nặng đầu, nhức đầu lắm. Thôi hai đứa Sáu ở lại chơi nha. Anh về. Cho miếng nhạc Đa Nguyên ơi. Cha nội, cái cúc bê gì quá khùng hả? Thương này. Quán em đấy. Đó, đâm đầu vô đó rồi vô sửa lại. Đẹp quá trời. Ê, trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Tôi bảo giật mình chết quá. Bơi ra bên đây, nhìn bên đây, quay qua. Bà nha, bà làm lố quá. Nhờ hung nhỏ hai cái nó có oxy sống tiếp á. Hung cha này là đột tử chết liền luôn. Kỳ, kỳ dễ sợ luôn nha. Ê, nhưng mà thằng đó kỳ quá. Kỳ gì? Dù gì cũng thẩm mỹ viện của chị sửa cho nó đẹp mà nở lòng nào chụp tấm hình nó không cho cái thằng xấu tánh. Xấu cái gì? Em thấy nó nói đúng chưa? Tự nhiên thấy trai đẹp cái nhà vô tương tướp nhân cướp vậy. Chị cứ người ta làm vậy đúng mà người ta đẹp rồi người ta muốn trả tiền mới được quần chụp hình ta chứ chị kỳ quá à. Mà em nói chị nghe. Dạ. Giờ chị nhắm giùm em coi cái đống tiền này nè chị. Dạ. Nè bác dạ. Sĩ thẩm mỹ ở đây hay lắm. Dạ chị. Thiệt. Người trong y khoa người ta có cái câu mà mình phải nghĩ nên mình nhớ. Cái câu gì chị? Bác sĩ mà chữa bệnh là cứu đời. Dạ. Bác sĩ thẩm mỹ là làm đẹp cho đời. Hai cái nó đều quan trọng như nhau hết trơn. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Bác sĩ ở đây giỏi như vậy mà sao không có sửa nhan sắc của chị đẹp hơn ha? Giỡn gì cha? Không nói thiệt. Ê, cha này nói tôi không quên mà cha áo hồng vỗ tôi quên ha. Tôi chưa đủ đẹp sao trời? Tôi chưa đủ đẹp sao? Tôi còn chỗ nào sửa sao? Ủa, chị sửa rồi hả? Sửa rồi á. Vậy là trước khi sửa chị cũng ớt lì lắm ha? Chưa hả? Sửa thì tôi cũng như cậu vậy, tại tôi chuyển giới mà. Hả? Cái gì vậy? Ôi nãy hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau hả? Thầy ghét rồi. Không, không phải ý tụi nó, tôi phẫu thuật rồi nhưng mà tại tôi thành công, tôi đẹp mà cậu tôi cũng kỳ quá. Ồ, thôi bây giờ nó nghe nè, đừng gì? Có nói cái chuyện đó nữa, giờ chị tập trung chị lo cái này nè. Giờ chị nhắm giùm em vào cái đống tiền này nè. Tôi ghét ai mà đi làm thẩm mỹ cái nói tới tiền lắm. Bộ có tiền là được hết sao? Thẩm mỹ cái quan trọng nhất là cái may mắn, cái quan trọng nhì là hiệu quả của cái thẩm mỹ đó có làm tốt hay không. Hiểu chưa? Không hiểu có vậy. Nhiều người á nghĩ có tiền tới cái kêu bác sĩ làm có nhiều má có 100 pound à 50 kg à vô làm cặp nhũ để bác sĩ ra làm đi xin thêm trời ơi xin thêm chi rồi khi mà vừa mới leo xuống một cái tao nói 40 pound nó giật sập đập cái mặt phải làm lợi xin thêm thứ gì á cái làm thẩm mỹ mà làm như chợ vậy đó xin thêm trời ơi làm như là đi chợ xin cộng hành cộng ngò có mấy má rồi xin thêm 2 trái ớt nữa. Ông xin 2 trái ớt để đâu chị? Lên 2 cặp chân mày nè. Trời, cái gì vậy? Mở vậy tôi nói đừng có xin thêm, hiểu dạ, không? Dạ. Cái mặt của cậu để nó bình tĩnh đi. Dạ, dạ. Tôi sẽ dạ. Nghiên cứu cái mặt cho cậu. Mà chị hay ha, chị làm thư ký đây mà sao mà chị... Tại giận dễ sợ nói sao tôi giới thiệu nãy giờ mà không tin tưởng tôi. Ngoài thư ký tôi còn là cố vấn về nhan sắc. Chị làm cố vấn về nhan sắc? Ừ, trời ơi, có nhiều người ta tới đây người ta làm 1-2 món thôi. Mà tôi cố vấn một hồi là nghĩa như là toàn thay luôn. Trời. Vậy là chị dụ người ta làm để kiếm tiền theo gì? Bậy, đây là uy tín của cái thẩm mỹ của tôi chứ không phải là dụ người ta làm. Phải làm cái gì đẹp, giống như cậu này nè. Dạ, dạ, hiểu dạ. Không? Bây giờ có cái model là gọi là full lip. Full lip? Lip là cái môi. Full là cái bơm cho nó sexy. À. Hiểu không? Nhưng mà sexy á, mình cũng phải suy nghĩ cái mình ở đâu.
Ví dụ như mình ở cái chỗ Mỹ trắng á, nó còn biết cái đó là sexy à. Cái môi, cái chân. Còn ở cái chỗ Việt Nam mà cộng chồng người Việt không có nên bơm. Sao vậy chị? Cái chỗ đó hay bán xương sa hột lựu lắm. Ông ăn vô cái thằng kế bên nó thèm tội nghiệp. Không hiểu. Bơm cái mỏ lên đâu còn cảm giác nữa. Ừ. Ông ăn xương sa hột lựu, xương sa nó vô rồi nước đường nó chảy hai cái kẻ nè. Rồi cái thằng kế bên nó thèm cái nó xiết. Hiểu không? Thôi, em nhìn cái mỏ chị mà em thèm luôn á. Thì đó. Chị ơi chị. Nhưng mà riêng cái môi của cậu là cậu nên bơm. Ủa sao vậy? Tại cái môi của cậu là cái dòng này nó gọi là cái dòng, cái dòng phù sa đun đầy, hiểu không? Yeah. Nó bồi đắp cho nên nhìn nghiêng nó hơi đưa ra. Không vậy em nhìn thẳng, em nhìn thẳng. Bây giờ cậu phải bơm lên, hiểu không? Yeah. Cậu bơm lên ở chỗ Việt Nam tao thấy cậu là cái môi sexy. Yeah. Chứ tao quên đi cái khác. À. Còn cậu ở chung với Mỹ đen đừng có bơm. Sao vậy? Cái môi cậu là giờ là phao rưỡi thịt rồi. À. Đủ hai dĩa steak rồi. À. Cậu mà bơm thêm lên là cậu nghĩ cái nó thòng ra. Đó. Ở thằng ra vậy, Mỹ đen nó tưởng giỡn mặt với nó, hiểu không? Nó đập vô trong mặt, gãi mũi, sửa cái mũi. Hiểu chưa? Trời ơi, tôi có tâm lắm, cố vấn mà có tâm lắm. Vậy chị, nói chung là giờ cái môi của em là còn tùy theo cái địa lý, cái địa hình để mở nữa phải không chị? Thì mở vậy. Trời ơi, hay quá chị, cố vấn quá hay luôn. Bây giờ mấy mình bỏ cái mỏ em qua bên đi. Bỏ cái mỏ đi. Tại vì giờ em chưa có xác định được là em ở đâu. Ừ. Ha, bây giờ hết cái mỏ rồi mình làm cái gì chị? Cái mũi em, cái mũi bây giờ bên Hàn Quốc nó gọi là S-line, nó cong cong như chữ S vậy nè. À, không, không. Em trước khi em vô đây là em quyết định em làm cái mũi chữ H-line. Chữ hờ á. Tại sao? Trời ơi, phong trào bây giờ ai người ta cũng thích ật mess đó. Đó, con dạ, mess mình phải làm cái chữ. Ê, cái thằng ông nội, mày có thấy ai mà có người nào mà có hai cái sóng mũi trên mặt không vậy? Mày nghĩ sao chữ H là có hai cái đây rồi sao quánh cái mặt? Tao quá nhân dị dạng hả? Tao lao mà đây nè, ngồi xuống đi. Đây nè, bây giờ nè, ông lựa sóng mũi đi. Tôi có 20.000 cái sóng đâu, muốn lựa cái sóng nào ông lựa. Ủa, nãy tôi có cái điện thoại của tôi đâu rồi, nó rung quá trời. Kìa, kìa, chị. Đợi, anh lựa sóng mũi. Rồi, em lựa. Em nghe điện thoại. Alo. Dạ, alo, dạ, Miu Du à. Dạ, đúng rồi. Dạ, em nhận anh liền. Trời ơi, cái giọng của anh là giọng đặc biệt mà. Anh có cô vợ, tên là Cindy Phan. Dạ, anh dẫn tới đây làm phẫu thuật, anh xinh quá trời luôn, em nhớ chứ vợ. Dạ, đúng rồi, làm cặp nhũ, đi cúp. Dạ, làm, dạ, bên to bên nhỏ ha anh? Anh có, bên to bên nhỏ là lỗi của anh chứ không phải lỗi của thẩm mỹ viện em. Bây giờ em hỏi anh trả lời thiệt tình nha. Từ hôm bữa chị làm cặp nhũ về tới giờ anh có để tay lên ngực vợ anh ngủ không nè? Có đúng không? Rồi 15 phút sau anh có đổi qua ngực phải không nè? Không đúng không? Anh ơi, làm ngực mình phải chịu khó. Trở như trở bánh tráng vậy đó anh. Dạ, 15 phút mình để vào đây. Cái ngủ, 15 phút sau giật mình rồi, để vào đây. 15 phút sau giật mình rồi, để vào đây. Dạ. Anh ơi, anh thử đi nha. Tháng sau anh gọi lại, còn nếu đều là khỏi gọi cho em. Em chúc gia đình anh thành công trên con đường nhồi bộ. Dạ chào anh. Dạ chào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cha nội nào mà tào lao quá vậy? Trời ơi, cái vòng một mà nó bự và nhỏ thôi mà cũng gọi lại hỏi là sao? Trời ơi, thẩm mỹ là làm dâu chăm họ. Nói vậy nghe nè, bây giờ đàn ông mình thấy nó nhỏ là mình phải nhào vô, mình nhào nắng liền. À. Đúng không? Còn nó bự thì hốt nó thôi, còn mày đặt gọi hỏi nó. Thì bởi vậy. Em quyết định là em làm cái chữ S giống như của chị. À. Chứ đừng có làm cái chữ Eli nha. Tại sao vậy? Dạ, em có vợ bạn đó, nó đi sửa cái mũi Eli về, hai vợ chồng ly dị luôn. Mắc gì ly dị? Trời, chị nghĩ sao cái mũi Eli, cái mũi dài thòn nhọn quắc như cái mũi tên vậy đó. À. Mỗi lần đèn chồng xuống trời đâm lũng da mặt chồng, giận quá ly dị luôn. Trời ơi, thấy không, cái mũi là cái cung phu thê đó. Đúng rồi, bây giờ chị làm cho cái chữ S cho em đi, Eli. Đó. Yeah. Nè, tôi nói nghe, nhiều người ham làm theo ý của mình. Yeah. Sửa tới cho người ta tư vấn, cho tôi tư vấn cho làm đi. Yeah. Không chịu làm theo ý của mình, giống cái mũi nhọn đó là sai. Dạ đúng. Giống như nhiều bà tới đây, già là nó có nét đẹp của thời gian. Dạ. Đẹp theo tùy tuổi, 50 có đẹp 50, 60 có đẹp theo 60, không chịu. Đòi căng mà căng theo ý bả. Trời ơi, căng cái mặt như cái trống vậy đó cậu, căng vậy nè. Cái mặt đó gọi là linh hồn tượng đá đó. Linh hồn của quỷ cho tượng đá vậy. Dạ đúng. Trời ơi, ông chồng ông thấy cái mặt không muốn dí súng ông đuổi luôn á. Dạ, trời. Còn có nhiều bà tự động mua cái filler đó về chích cho lỗ tai nó dài xuống đây nè cậu. Dạ. Phong thủy nó gọi để về cho trường thọ. Trường thọ cái gì, nó đoạn thọ. Tự chích ở nhà, chích xong nó nhiễm trùng chết tại chỗ. Bậy quá. Bởi vậy nó mà mua đen giờ sao kỳ quá cậu. Sao nữa? Ngày xưa ông bà mình nó nói cái khuôn mặt tròn là khuôn mặt đầy đặn, là khuôn mặt phú quý hạnh phúc. Đúng rồi. Mua đen bây giờ cứ nổi mà
trong chuyện Kiều mà còn có cái câu mà. Câu gì? Cái câu là khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở đang. Đúng không? Đúng rồi. Vậy mà bây giờ nó không chịu, nó thích khuôn mặt dài, thòn lòn như cong bơm vậy. Trời ơi, chị nghĩ chị nói vậy em mới thấy cái khuôn mặt mà nó dài ra giống vậy đó. Người ta nói là mặt dài như cái lưỡi cài là cái hậu vận vất vả. Ông bà mà nói vậy khổ lắm. Không, nhưng mà cái nét đẹp với tướng số và nét đẹp của thẩm mỹ không bao giờ nó tương đồng với nhau. Nhưng mà tôi là tôi cứ lo nét đẹp thời thượng, tại tôi làm thẩm mỹ mà. Có nhiều bà đó mặt dài vậy còn chưa vừa lòng rồi gắn cái càm. Hiểu không? Mà vô lựa càm giống như lựa rau vậy đó. Trời ơi, càm này không được. Dốt. Lựa một hồi mới lựa được cái càm. Có nhiều bà cái mặt chút xíu rồi còn gắn cái càm chìa coi vậy nè. Từ ngày gắn cái càm về nhà gia đình khỏi xài móc. Sao vậy? Móc vô cái càm của bà ra được rồi. Chị tiễn tả thấy ghê quá à. Trời ơi, em nghĩ em tưởng tượng là cái càm mà nó dài ra giống vậy nha. Đến ngày Halloween nó chị phát cho bà cây chổi, lấy cái khăn bàn chùm lên là bà y như một phù thủy luôn. Trời ơi, trời ơi, ghê lắm luôn á. Bà tiền quá trang. Không phải. Ê, trời ơi, vừa nói phù thủy. Trời ơi, cái gì vậy? Nhân của tôi, đừng có sợ. Chị ơi, đâu tự nhiên xuất hiện con mâm mì vậy chị? Đi đi lộn đường đây, đường này em ơi, đường này. Nè, em đi đường này nghe. Hôm nay là xuất viện nghe, bác sĩ khám lại lần nữa nghe cưng. Ai vậy chị? Bệnh nhân sắp xuất viện rồi. Bệnh nhân gì mà cái gì thấy ghê vậy chị, làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu, người ta làm có cặp nhũ hả? Vòng 1. Ôi, làm vòng 1 rồi sao băng vòng 2? Lấy miếng mỡ bụng. Ôi, thì sao mà bỏ vòng 3? Chẳng lẽ lấy mỡ bụng ra dư làm gì, chẳng lẽ chiên cá ăn? Đúng không? Lấy gắn xuống vòng 3. Rồi sao mà quấn toàn người vậy chị? Tấm trắng toàn thay. Trời ơi. Ghê quá vậy. Đâu có gì đâu. Ghê không chị ơi, con mâm mì rồi ơi. Ủa mà chị rồi sao cái cổ sao cũng băng bít lại vậy chị? À, cắt cái đầu thay cái đầu mới. Cái gì vậy? Đó, cha này cha hỏi hồi tôi quý quá. Cái gì đó, cái gì vậy? Ủa? Cắt cái da cổ, còn cái mặt là kỳ trước cổ làm rồi. À, thấy uy tín rồi. À? Cho nên hôm nay cổ mới quay lại cổ làm tiếp cái body đó. Chị ơi, chị làm ơn chị đẩy vô chưa xong mà kêu con mâm mì này nó vô trong nó nghỉ ngơi đi chị. Tại vì tôi nói cậu rồi. Ghê quá. Thẩm mỹ đi, mà mình đi vô phải đi làm. Trời ơi, thấy ghê quá đi. Cái đẹp, hiểu em không? Nói thiệt chứ chị, em không hiểu nó sao luôn mà vậy nó cái gì vậy chị? Trời ơi. Hả? Cái gì vậy? Không con nhỏ em ơi. Gì vậy? Cá nội này phá quá em ơi, gắn vô em ơi. Trời ơi, cha này thiệt tình. Gắn vô bác sĩ, gắn vô giùm bác sĩ ơi. Bậy quá nha. Chị ơi chị, bây giờ ông làm sao mà ông đỡ cái vùng nào mà dạ. Giờ vô nhỏ đi tướng vách sảnh đi luôn. Chắc nó xúc ở đầu cái vòng 3 rồi, bác sĩ đền thấy mồ luôn. Nghe em nói giờ mà tự nhiên vô trọng nó nhất bên trọng nhất bên kinh coi kỳ lắm. Bỏ con mâm mì đó đi chị, giờ em nói chị nghe. Tôi cố vấn tôi mới lo chứ. Em giờ tự nhiên cái người phụ nữ đang làm đầy đủ đưa cha này vô cái gì giờ đi cái tướng. Kỳ lắm. Kỳ. Cha này cái phá tôi hoài rồi thiệt. Xin lỗi vậy? Chị mà giờ em nói chị nghe nè. Vậy? Dạ em không có nhu cầu mà thẩm mỹ viện toàn thay giống như con mâm mì đó nha. Bây giờ em nói chị nghe, chị giúp em đi, chị làm cho em cái đống tiền này thôi nè. Đó, coi làm như giống cái cậu nãy mà bước vô rồi bước ra thôi nha. Yên tâm, tôi sẽ nhận tiền của cậu. Nhưng mà cậu là khách hàng đặc biệt, tôi sẽ tặng trước cho cậu 5,000. Chị xạo dễ sợ luôn. Sao vậy? Lần đầu tiên em tới đây mà làm gì mà gì, tự nhiên tặng 5,000, cái hàng gì đặc biệt? Cậu là khách hàng đặc biệt tặng 5,000. Tại sao? Cậu đi ra cậu sửa hàm răng trước đi. Được thôi. Rồi cậu quay lại đây tôi phẫu thuật cho cậu. Chứ phẫu thuật mà chưa có sửa hàm răng cũng như không à. Nè cha không cho vỗ nữa à. Thấy không? Cha nó làm như cha cậu. Chị nói đúng. Cái răng cái tóc là gốc con người. Có như chị nói đúng là vậy. Mình. Ủa? Ủa mình. Trời ơi, em đi giật được cái giải hoa hậu phu nhân xong em kiếm mình nhìn tới nhìn lui mình đi đâu mất tiêu vậy à. Trời ơi, anh vừa thấy em giật được cái vương miện hoa hậu liền anh là phải phóng vô đây liền để anh sửa lại để anh thi nam dương. Ừ, đứa hoa hậu đứa nam dương vậy nó mới xứng đạo xứng kép. Mà em nói nghe nè, em đâu có cần sửa gì đâu, em vô đây làm gì? Em đâu có sửa, em đi vô đây em kiếm mình nè. Kiếm anh hả? Ừ. Dạ. Chị. Dạ. Dạ, đây bà xã của em. Dạ. Chào chị ơi, bởi ông bà ta nói đúng. Dạ. Vợ chồng là cái duyên số. Dạ. Dạ. Cái này là nồi tròn úp vung méo nè. Vợ đẹp quá ông chồng. Ừ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Không giấu gì chị, hai vợ chồng em á là coi như sống hạnh phúc với nhau coi như cũng 20 năm rồi phải không mình? Ừ, 20 năm. Dạ. rồi được mụn con gái nó được 12 tuổi mà nó xui chị, nó xấu giống ba nó y chang vậy à. Cho nên á bà có duyên ghê. Dạ, chồng em xấu cái xong á cái nó biết thế nào nó cũng phải vô viện thẩm mỹ. Dạ. Tội nghiệp, cho bao nhiêu tiền nó cũng không có chịu xài, nó bỏ ống coi được được nhiêu vậy hả mình?
16 ngàn. Dạ 16 ngàn. Cái xong cái ổng ăn cắp của con nhỏ hả chị? Em cắp cái gì? Anh mượn tiền của con, ăn cắp cái gì? Anh nó ăn cắp thì nó ăn cắp đi. Tại vì con em á chị, nó gọi điện nó khóc quá trời quá đất, nó mét cái bàn cắp tiền cho nên em mới biết mình ở đây nè. Ê nó nghe nè, vợ ông đẹp quá, không cần sửa gì đâu, sửa cái nết là được rồi. Dạ, dạ. Cái cưng em, em nói chị nghe, tại vợ em người miền Tây đó, dạ. Dạ, ăn nói thật thà lắm. Dạ. À, bây giờ nghe mình nè, dạ. Chồng của chị á, đi kế bên chị thì người ta thấy không có xứng đào xứng kép, nhìn á không bằng chị, cho nên ổng tới đây ổng sửa. Ổng sửa là vì ai? Ổng sửa là vì vợ. Trời ơi thiệt, cha mẹ sanh em ra hiểu em có mình chị thôi đó. Thiệt luôn á, anh sửa là vì em đó. Mình ơi, người ta nói á, trai tài, gái sắc, đàn ông không có cần đẹp, chỉ cần tài thôi. Nhưng mà anh không có tài. Em biết. Nên anh cần đâm nữa. Chị biết không? Chồng em á bất tài lắm chị, mà tài lẻ cũng không có nữa. Được cái bất tài mà được cài mỗi ngày, tiện nhiêu đưa cho em hết trơn hết trọi, cho nên em rất là thương ổng. Trời cưng đó, thương chồng thương lắm luôn á. Trời ơi, mặt xấu dễ sợ, xấu thấy cưng luôn á, xấu lạ luôn á, cưng quá trời à chị. Mà được cái mình biết không, chị biết không, chồng em á ảnh xấu mà ảnh biết ảnh xấu trai, chứ còn em thù nhất mấy thằng cha đàn ông xấu quắc à, mà vẫn tưởng mình đẹp trai. Nói nghe. Gì mình? Đàn ông xấu á, mà tưởng mình đẹp á, không có nhiều. Đàn bà xấu mà tưởng mình đẹp mới nhiều. Nhìn tôi chi cha? Quê hả? Tôi cứu ông nè. Dạ, cứu em. À, chồng của chị á, lựa cái thẩm mỹ viện này á, là vừa nổi tiếng nè. Mà quan trọng nha, chồng của chị chọn thẩm mỹ viện của tôi sẽ thay đổi ảnh thành một tài tử, thành một con người mới. Cảm ơn chị, nhưng mà theo tôi nói chị nghe nè. Bà không thành vấn đề. Thôi tôi nói cho chị nghe nè. Ví dụ như bây giờ người ta nói á, hai vợ chồng đi ra ngoài đường, một cô vợ đẹp, đẹp như em nè, thấy không? Chồng hãnh diện, người ta khen thì chồng hãnh diện. Hãnh diện phải không mình? Hãnh diện lắm. Đó, thấy chưa, thấy mặt chồng em hãnh diện không kìa. Trời ơi, thấy mặt hãnh diện thấy cưng quá à. Hãnh diện mà cũng xấu nữa à, ghét ghê vậy đó. Đó, còn ví dụ như hai vợ chồng mà đi ra ngoài đường, ha, phải không, xấu nè, xấu xấu như chị vậy đó, xấu mà lùn vậy nè. Trời, đi ra ngoài cái tự nhiên người ta nói à, trời ơi con mẹ vậy đó mà lấy được ông chồng đẹp trai, lúc đó chị sao? Trời ơi, trời mặt nhục kìa, trời ảnh mặt nhục quá trời đó chị đó à. Sao mà thẩm mỹ viện tôi có thai não không ta? Bè con mẹ thì tôi thai não mới được chị. Dạ, dạ em xin lỗi chị, dạ vợ em tánh vậy đó. Dạ người miền Tây. Dạ thật lắm. Ủa tánh vậy có bị đánh chưa anh? Dạ, dạ em hỏi nhẹ vậy thôi nha. Dạ, dạ, dạ em xin lỗi chị. Dạ em ơi. Dạ bây giờ đó anh thấy em nói như vậy là anh đã hiểu được cái lòng của em rồi. Anh xấu mà em không có chê anh xấu. Anh đúng hạnh phúc rồi, lắm. Đúng rồi, em nói mình nghe nè. Ngày xưa đó, em đẹp nhất vùng này nè. Mà giờ em còn đoạt giải hoa hậu nữa, ai chịu cho nổi phải không mình? Đâu có ai chịu dạ, nổi. Không ai chịu nổi hết trơn. Bao nhiêu người theo đuổi em, em đâu có chịu, em đâu có chịu. Mà tại vì em lấy mình là tại vì mình chung thủy đó. Ủa nói vậy là từ hồi đi học tới giờ là bà me ổng xấu mà bà lấy đó hả? Đúng rồi, xấu nhất trường tôi mới lấy đó. Đó, rồi chị biết không, ổng chung thủy lắm. Ồ vậy hả? Sao chị biết ổng chung thủy? Thì ổng xấu quá mà. Ổng dê người ta cũng đâu có chịu đâu chị, cho nên ổng phải chung thủy thôi. Ồ. Đó. Hay á. Cái này cái chiêu rồi. Dạ. Thấy chồng xấu có cô gái, gái cũng đâu có chịu đâu. Ê, biết vậy ngày xưa tôi lấy chồng xấu xấu. Ủa, bộ chồng chị đẹp trai dữ lắm hả? Đẹp lắm. Sao ổng xui vậy? Em qua đây. Gì vậy mà? Hey. Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Dạ, vợ em nó tánh nó vậy đó chị, em xin lỗi chị. Nhìn lắm rồi nha. Dạ, dạ em biết, dạ. Thẩm mỹ nha. Dạ. Sao mình? Thấy cưng chứ dạ. Sao? Dạ, cưng quá, tại vì vợ em tánh vậy đó. Dạ, anh nói em nghe nè. Thật sự ra đó là anh để dành được mấy chục ngàn. Nó, anh định đi thẩm mỹ. Nhưng mà anh sợ không đủ nên anh mới mượn của con gái thêm 16 ngàn nữa. Mượn gì anh ăn cắp chứ mượn gì không biết.
Ồ, bà này bà tàn sát tất cả luôn ha. Không chừa ai chứ, trời chồng bà bà giúp luôn. Dạ, dạ. Nói chung là chút nữa anh sẽ trả lại cho con gái ha. Ừ. Bây giờ cái vụ mà giờ nãy giờ mà em giải thích như vậy đó, anh hiểu được cái lòng của em rồi. Ừ. Anh quyết định là anh không có sửa nữa. Ủa gì vậy? Quyết định nha. Dạ. Trời ơi, tôi tư vấn quá trời má. Chị, chị mình đưa tiền cho em hết cho em nha. À. Mình đưa tiền cho em đi, em sẽ làm một việc rất là ý nghĩa. Ơ việc gì có ý nghĩa em? Thì em đi mua một cái giải hoa hồng khác. Trời ơi. Em mừng nha. Trời ơi, vợ anh muốn cái gì cũng được hết á. Ông bà mình có câu: kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, mà bỏ vợ lên đầu là trường sanh bất tử. Chị cũng được hết á. Anh ơi anh hả? Anh về anh muốn để vợ anh lên đầu, lên cổ, lên trán, lên mặt gì cũng được hết á. Anh đừng để em lên bàn thờ, tội nghiệp em. Cái gì vậy? Từ sáng giờ anh tư vấn cho anh quá trời, anh không làm gì đâu có được. Làm gì đi. Không có làm. Tại vì em nói mình nghe đây nè. Nha. Em đâu có cần làm gì đâu phải không? À. Em chỉ có một cái này nè, em đưa cho mình coi. Không phải bí quyết mà em giấu mình đi nè. Hả? Cái gì? Nè, mình coi nè nha. Chị coi nè. À. Nè, tôi phải uống cái này nè. Cái gì? Đó. Clamore Collagen Beauty Drink. Đúng cái rồi. Cái sản phẩm mới của đó. Forever Beauty Mall phải không? Đi. Mình không cần sữa gì hết trơn hả mình? Nè. Này của ai vậy? Này sản phẩm của ai? Của... cái gì đó Forever Billmore mà có dưỡng da nó nè, mình thấy mình em cái đẹp gì không vậy? Cái gì vậy? Chị làm gì vậy? À, ê, trời chị làm gì vậy? Đây. Ủa cái gì kỳ vậy? Tôi uống hết rồi. Trời làm đi. Đất ơi, không còn cơ hội cho ông uống đâu. Tôi uống hết rồi. Làm thôi, đi làm cho mẹ. Không sửa. Không sửa. Trời tôi nói từ sáng giờ mà không sửa tôi buồn quá. Ê bây giờ tôi cho coi ví dụ nè, đẹp lắm. Mâm mì của tôi đâu rồi? Mâm mì. Mâm mì ơi, mâm mì gái chị nhờ em cái em. Đây nè, sửa cái chỗ của tôi, sửa cái mặt bây giờ đẹp tuyệt vời rồi. Bây giờ ta quay ra lại, ta sửa cái body. Đó, cái mặt đẹp ghê chưa? Chị thấy trời đẹp không chị? Trời ơi, công nhận nha. Đẹp sửa thành công quá trời ơi. Beautiful. Đó, sửa thành công. Đẹp quá trời nhưng mà không có sửa. Ủa sao vậy? Nói nghe nè, ông bà ta thường nói á, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thôi về mình. Trời ơi, hai vợ chồng, trời tôi tư vấn quá trời mà. Ơi, chị ơi. Cái gì vậy vậy? Em ghét nhất là những người xấu. Hả? Trời ơi, giờ tôi thẩm mỹ xong thằng nào cũng dập tôi hết trơn vậy trời. Hai vợ chồng quay lại. Hết tuần rồi lại chào. Chạy luôn. Thank you em. Quý vị khán giả thân mến, đây là người ở tại Minnesota. Và khi cái vai này rất là ghê thì Việt Hương không có dám mời một cái ca sĩ nào để giúp giùm vai này. Và đây là người tại nơi đây đã giúp cho Việt Hương với cái vai này. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn Vé Loan. Và cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã cho Việt Hương cũng như tất cả các ekip có mặt ngày hôm nay trong nhóm kịch. Cảm ơn chú Ngạn đã viết kịch cho tụi con. Và kỷ niệm 35 năm không có gì hơn là Việt Hương và nhóm kịch. Kính chúc quý vị khán giả lúc nào cũng mãi yêu chúng em như ngày hôm nay. Và cho chúng em được 45 năm, 55 năm, 65 năm. Xin chân thành cảm ơn. Cho xe. Dạ, chủ nhà dễ thương lắm, vui tính nữa. Dạ, giờ mình đi một vòng, mình tham quan nhà nha bà con. Ai có nhu cầu inbox cho sếp nha. Đi ha. Đây, đây là cái living room nha. Bây giờ mình đi qua đây luôn. Rồi, đi vô đồng rồi, dining room. Ouch. Em không sao nha cả nhà. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá,
Dù có dấp ngã vẫn mong còn răng. Còn răng là còn ok. Dạ còn ok là chúng ta còn đi tiếp nha cả nhà ơi. Dạ mình bước vô tới luôn đi nè. Đó đây. Dạ phía bên tay trái là phòng chữ thiên. Dạ phía bên đây là phòng chữ địa. Dạ hai phòng trống hết nha quý vị nha. Bao luôn nha. Gọi liền nha là sẽ có giá tốt hữu nghị nha. Còn bây giờ đây. Còn đây dạ là phòng. Bây giờ quý vị. Cái gì vậy? Cái chụp hình. Ủa? Ủa ông đang quay live stream hả? Trời ơi sao kỳ vậy ông nội, tôi đang tắm không chui vô đây làm chi? Tại sao vậy bà Hồng? Hả? Cái này là cái toilet của khách mà. Tại sao bà phóng vô đây là làm sao? Nè. Tại sao toilet của bà không xài trong phòng bà? Tôi nói cho ông biết nha. Cái toilet của tôi nó bị hư. Tôi nói ông sửa nhiêu lâu rồi, ông có sửa đâu. Giờ bắt buộc tôi phải đi vô đây tôi tắm chứ sao? Tôi thích không sửa đó, làm gì tôi? Giờ ông sửa hả? Ý ông là ông để ông rình rập ông vô đem chiêm ngưỡng sắc đẹp của tôi hả? Ông đưa cái sắc đẹp của tôi cho cộng đồng mạng người ta coi thân thể tôi phải không? Ôi, bà có cái để coi sao? Bớt tự tin lại đi Hồng ơi. Trời ơi đây nè, hồi nãy nha tôi đang livestream 102 người ta phóng vô người ta thả tim. Bây giờ bà dòm đi. Còn có 2 người thôi mà người ta thả phẫn nộ kìa bà nội. Cái gì? Cái gì? Người ta thả phẫn nộ hả? Kệ người ta đi, tôi đây là tôi mới phẫn nộ ông nè. Đủ cái thứ dâm dạ. Tự nhiên cái đi vô phòng tắm của người phụ nữ tính rình rập sắc đẹp của người ta rồi. Ê, 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 nói nữa. Nè, nói rồi nha, không có dùng tay chân nha. Bà làm gì vậy? Hả? Bà làm gì vậy? Hả? À. Nhìn bà đi. Tôi đang quát lông mày được không? Bà... Ây da, lông mày hả? Ây da, ôi da, đã nghe, đã. Đã, đã. Ê, cái này đau nha, đau nha. Hai cái này đau nha. Ông làm gì ông nhìn tôi dữ vậy? Thấy đẹp quá chim ngưỡng. Giờ chưa bao giờ thấy con quỷ xuất hiện hả? Ông là con quỷ, người ta mới dán bùa đó. Tháo xuống ngồi. Từ từ ta tháo. Ê, trời ơi. Cái gì vậy? Ông thành dị nhân rồi. Là sao? Tự nhiên con người có hai cái chân mày, thêm chân mày chính giữa nữa. Trời ơi, ông lại giờ tôi giống bao công hả? Thì đó. Con mẹ này thiệt. Lấy gì xuống luôn coi. Từ từ. Ô. Gì nữa? Có đâu đẹp. Ê, tôi thấy ông để đâu hộp á. Dẹp đi. Ông để đâu đi? Để đâu cho người ta biết ông đàn ông, ông hiểu không? Cái gì vậy? Chứ bữa vợ tụi ông á chơi thân nhau, đi chung ra đường người ta tưởng hai chị em không ạ? Thiệt, ra Phước Độc Thọ, ê Chúc Lam Chúc Linh kìa. Chúc Lam Chúc Linh nào cái tướng nha ông? Tôi tưởng tượng. Thôi ghê quá. Càng nói tôi càng bực cái con mẹ Hồng này. Sao bực người ta đi tới đây người ta du lịch mấy tháng người ta về có gì đâu phải bực người ta. Người ta nói bà là không phải là bà là không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Đừng nói xấu người ta vậy. Tôi không hề nha. Tôi đã từng nghe bà nói điện thoại với bạn của bà rồi. Ừ. Bà qua đây là cố tình là coi như là kiếm phi công trẻ đó, quen Mỹ. Quái Mỹ. Mẹ đi mẹ Mỹ. Không mà sao ông mua bà đi, ông mới bà với ông cũng thấy hợp mà. Thôi dẹp, bỏ nha. Cái con mẹ đó là xui chưa từng có. Từ ngày mà bà xuất hiện tôi nói thiệt á, tám phòng của tôi nha, lúc nào cũng có khách đầy đủ hết. Từ ngày bà xuất hiện bà dọn vô cái nhà tôi ở, tôi nói thiệt á, khách mà nó rụng như là sung vậy. Bây giờ chỉ còn có một mình thằng Tommy nó ở trong nhà thôi. Mà thằng Tommy nó mà đi nữa là tôi chết luôn trong coi. Dạ thưa bác con đi nha. Dạ rồi ông đi chết đi, nó đi kìa. Trời ơi con thấy không, xui là cái lúc nó xui là như vậy. Cái gì đâu mà nói cái là ứng liền. Tommy ơi con dạ. Đi đâu vậy con? Dạ thì giờ bây giờ ba mẹ con nó dịch quá thì con phải về con ở với ba mẹ. Rồi khi nào mà hết dịch thì con quay lại đây nha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Coi như là giờ chỉ về bên gia đình ở chút xíu rồi, dạ. rồi hết dịch lại về ở dạ, với đúng rồi. Bác đúng không? Tạm chú thôi. Rồi hứa với bác nha quay lại đi. Dạ dạ. Discount cho 2 tháng. Trời ơi dạ con cảm ơn bác. Ừ. Nó nghe nè, gỡ cái mask xuống cho bác coi cái mặt nhìn cái nó đỡ nhớ đi rồi đi đâu đi. Không được bác thông cảm, tại ba má con bắt là phải vậy nè, về gặp là cũng phải vậy nè. Đúng vậy là không đúng rồi, chỗ này an toàn không dạ. Nhìn tôi được rồi. Trời ơi thôi không cho giờ mặt thôi ôm cái đi. Dạ dạ. Ờ là mình giỏi nha. Cái gì vậy ông nội? Anh nói ôm, ông nói ôm, tôi tưởng ôm tôi. Ông coi nha, lúc nào cũng chờ tôi hớ hên rồi lợi dụng chiếm đoạt tôi à. Tôi đâu có biết được ông thích cái đầu ông ấy. Dạ, dạ thôi xin phép hai bác con vô con lấy mấy cục tạ con để ra xe rồi con đi luôn. Dạ thôi nói nghe nè thơm mị, con ở đây nói chuyện với bác xã đi để bác vô bác lấy mấy cục tạ cho con. Ờ giỏi ông vậy. Ông này thì có bạn bè bao nhiêu mấy chục năm rồi mà không lúc nào tin tưởng tôi hết á. Không phải thể. Trời ơi ông tập dưỡng sinh ta tập tạ nó 50 kg không đó. Dạ tạ nặng lắm. Yên tâm,
Trời ơi, cục 100kg bác còn dỡ được, nó huống chi phải không ba? Ba nổ vừa thôi đâu ra 100kg, ba bữa ba có cục ký ông tập siêu uống xỉu rồi đó ra 100kg. Nè, nhìn cái mặt hai người lại như không tin tôi đúng không? Không phải ý đó bác. Mà bây giờ sao? Bác chứng minh luôn nè. Ngon, gồng tay với bác. Hả? Ngon thì gồng tay với bác. Thôi ông ơi, gần Tết rồi đừng có cố. Nè xả. Cái gì? Xả lúc nào cũng vậy, xả ngồi xuống đó. Ngồi xuống mà nhìn xét. Tôi lo cho ông thôi. Lo cái gì mà lo? Này. Xuống đây. Gồng tay hả bác? Mày mà không gồng với là bác giận luôn. Mày múc mày xin tới nhà mày xe tao không cho nữa. Con gồng đi con. Rồi hay quá. Tôi làm gồng tay nha. Rồi. Xả đếm đi. Rồi rồi. 1, 2, 3 nha. Ủa? Tôi mới nhấp mà xuống luôn rồi. Cái gì? Ông có biết đếm không vậy ông nội? Tôi đếm 1, 2, 3 đó. Ông đếm 1, 2, 3 đếm vậy rồi ai mà chuẩn bị cho kịp? Đếm tới 1, 2, 3 người ta phải cho nhịp để người ta được o sát đồ này nọ rồi, chứ. Chậm đúng không? Biết vậy thì đập từ 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 chứ. Rồi. Làm lại được dạ, không? Dạ, dạ, được, chứ còn như vậy là bác thua là bác không có chịu. Bác dạ, không dạ, có dạ, 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 con hiểu, đúng con không? Hiểu. Rồi. Giờ tập trung nha. Đếm đàng hoàng ha. Phải đàng hoàng. Rồi. Chuẩn bị chưa? Dạ rồi. À. 1, 2 đâu ông nội? 1, 2 ra Phước Ngọc Thọ được mua quà Tết rồi. Đến 3 luôn. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho tôi. Tôi tưởng hết. Cái gì? Ông lúc nào cũng vậy. Tại cái ông nội này không được. Cuộc đời của bác lúc nào cũng bị ông ám á. Hết bà Hồng là tới ông. Ông ấy bây giờ bắt còng hai tay luôn đi cho bác dễ ha. Thôi không chơi nữa đâu. Ủa sao vậy bác? Bạn sao vậy bạn? Bạn sao vậy? Mày nghe nó nói không? Thì đúng rồi, nó còn trẻ, nó chấp ông hai tay đúng rồi. Này chính lão Đắc Thọ mà. Không dám đâu, cái đó là một sự sỉ nhục. Nghĩ như sao mà tự nhiên giờ chơi gồng mà giờ nói gồng tay, tôi chơi gồng hai tay. Vậy thì chơi làm gì nữa? Giờ không gồng đúng không? Còn không ơi, con khỏi chấp đi không? Khỏi chấp, khỏi chấp, khỏi chấp ổng luôn. Không, nhưng mà hai tay cũng được con. Kính lão Đắc Thọ đó. Ờ dạ dạ rồi, mấy bánh tráng ông lật ghê lắm. Ngồi vô. Mày ngồi nè. Này là chuyện của tôi với thằng Tommy. Chơi không? Dạ dạ rồi. Cho bác hai tay hả? À? Hai tay. Hai tay được phải không? Dạ được, dạ được. Nhưng mà nó nghe giờ mình đừng chơi vậy, mình chơi vậy nó thấy nó thường lắm. Dạ. Bây giờ để xuống vậy đi. Rồi. Để như vậy ha. Rồi 1, 2, 3 là bác kéo lên. Được luôn hả bác? Được không? Được không? Để mà bác ăn được đi. Dạ. Còn nếu mà bác thua, mày muốn sao cũng được. Dạ. Chơi không? Dạ chơi. 1, 2, 3. Nó không lên luôn đó. Nó không lên. Từ từ nó lên. Nó không lên. Nó từ từ lên. Có thấy nó lên đâu? Nó lên nè. Đừng cố quá bạn ơi. Nó lên đó. Đó. Cố quá. Nó lên. Trời ơi. Bác rồi. Có sợi nang quanh nha. Hỏi gọi con. Bạn ơi. Tôi hận không? Sao hận tôi? Tôi hận thằng Tommy. Sao vậy? Trời ơi. Lớn tuổi mà nó không nể nang người có tuổi gì hết trơn. Cái này là ông nha, tôi đã nói không nổi thằng nhỏ, đừng có gồng nha, này ông cố nha. Ông cứ nói riết là tôi không có chuẩn bị tinh thần mới thua thằng nhỏ thôi. Rồi thôi, tại tôi thôi, đứng lên đi, tôi gỡ lên. Hận không? Thôi đừng có hận nữa, mệt ghê luôn á. Đó, ta yếu ra gió, thằng ba yếu rồi đi đổ thừa không à. Lên ghế ngồi đi. Lên ghế ngồi đi, khổ tâm quá. Thôi mà, không có giận nè. Giận cái gì? Ông đừng có đứng gần tôi nữa. Kìa, qua đứng với thằng Tommy kìa. Thôi bác ơi, bác cho con xin lỗi thì con không cố ý mà. Con đừng có xin lỗi gì nữa hết á. Mai mốt đừng có quay về đây bướng phần bác nữa. Thôi mà bác, thôi cho con chuộc lỗi đi bác. Mày chuộc làm sao? Bây giờ vậy, con để lại tạ hết cho bác tập luôn nha. Tao hận mày thêm. Thôi bây giờ tạ bác không chịu, bây giờ con chuộc lỗi cách khác. Cái gì? Giới thiệu ghệ. Sao? Phải không? Chịu. Chịu rồi. Mày nói thiệt hả? Dạ thiệt, được không? Con định giới thiệu ai? Gì? Ừ. Tư nữa. Dạ có gì Tư. Trời ơi, gì Tư được đó. Gì chồng con gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Chồng trắng. Thôi. Chưa quen ai luôn. Chưa. Trời ơi, ông hên quá. Còn trong trắng kìa. Cái gì? Không lẽ cuối đời tôi hốt trinh nữ. Trời ơi. Hình. Có hình luôn à? Dạ. Ôi. Ê. Ui. Ôi đẹp thiệt quá. Ôi. Thì tôi cũng đẹp quá. Dạ. Rất ơn ông. Nhìn thấy cái mỏ. Cắn cái sợ. Nghe nè. Cái gì? Thấy không, đẹp hả? Đẹp công nhận đẹp. Làm mát bo là được đúng không? Bo chịu á. Đẹp bo chịu. Thôi được. Nó nghe nè. Dạ. Em nó nghe nè. Không là giờ không có cái liên quan gì trong cái gia đình này hết. Em qua kia đứng đi. Thôi qua đây đứng với dưỡng. Dạ. Trời ơi, có gái bỏ bạn. Không,
thiệt, cái này gia đình ta mà. Nó nghe nè, con gọi cho dì Tư rồi nói với dì Tư là khi nào mà qua Cali là ở lại nhà của Dượng luôn. Dạ chắc chắn con sẽ gọi. Trời ơi dì con dễ thương lắm. Nhưng mà cũng tội là hơi yếu, lúc nào cũng phải trong bệnh viện hết trơn á. Sao vậy? Dạ bác biết sao không? Năm ngoái vừa rồi là mới phải trải qua một cái đại phẫu. Trời ơi tội nghiệp quá, người đẹp mà tôi nói con bị cũng đại lắm. Phẫu nữa hả? Dạ. Bị cái gì mà đại phẫu với vậy con? Dạ, chuyển giới. Được đó, tôi thấy hợp. Tối về hai chị em dành đầm vui mà. Có gì đâu phải đắn đo. À, có gì đâu, thì trước khi là dì Tư nó là cậu Tư. Đúng rồi, cậu Tư đó. Đó, cái nét thích cậu Tư. Nhà con có... Bà nói đi. Ý của bác đó là... Dạ. Thấy bác vậy đó. Dạ. Chứ bác là bác thích gái thiệt. Dạ. Còn gái giả là để dành cho cha nội này. Hiểu không? Dạ, hiểu. Thôi à... đi con. Mình đi không trễ máy bay. Dạ, đúng rồi. Chờ thôi, con xin phép bác con đi. Dạ, xin ừ. Chào bác con đi nha. Đừng. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Hết dịch rồi, bác. Đi thăm bác nha. Dạ. Đi mạnh khỏe cho tấm mì. Nói chơi chứ nãy giờ giỡn ông cho vui thôi. Thấy không, cuối cùng ai cũng bỏ ông đi hết. Bạn ông còn mình tôi à. Không. Tôi cũng phải là bạn của ông. Ủa sao vậy? Ông cũng phải là bạn của tôi. Sao vậy? Kể từ bây giờ nha, ông đừng bao giờ bước qua cái nhà này nữa. Hiểu không? Ủa, tôi có lỗi gì đâu. Never see you again. Anh nghe tụi mày ơi. Anh Bo. Ừ. Ừ anh Bo, nãy em đi gấp quá, em quên chào anh thôi. Em chào anh rồi em đi luôn nha. Ok em, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh, mà khi nào anh với chị Hiền đám cưới là phải gọi cho em đó nha. Ừ, anh nhớ rồi. Bye. Dạ, bye anh. Ba. Thằng Mỹ nó nói Hiền lấy ai vậy? Tôi tính tâm mày rồi. Nó chuyên gia, nó gán ghép người nãy người kia cơ mà. Cái có Hiền Hiền gì đâu. Mà nó ghép đứa nào là dính đứa đó. Hôm bữa ghép ba với cô Hồng. Mày đừng có nói bà Hồng với tao nữa nha. Tao là tao kỵ rơ bà Hồng nha. Tao không có thích nghe cái chữ bà Hồng nữa nha. Con Hiền nó dễ thương bao nhiêu là cái con mẹ đó thấy ghét lấy nhiều. Tao không có ưa bà. Nhưng mà con không biết làm sao ba cứ kỵ rơ cô Hồng mà không có làm gì ba đâu trời. Sao không kỵ rơ? Bà quá ảnh hưởng đến cái cuộc đời của tao. Chuyện gì ba? Ba mẹ tên gì? Ba mẹ tên Xét. Đúng không? Rồi đó, bà không biết tiếng Anh thì thôi á, học ở nhà rảnh rỗi đi học English đi. Không có phát âm kêu xét. Trời ơi, mình tên Xét có một chữ X à. Qua cái mỏ của bà ba chữ X đắt cơm. Gì ghê vậy? Mà kêu xét. Người ta hiểu lầm. Mà cái thói qua đây du lịch mình phải học theo cái Mỹ, cái văn minh đồ này nọ. Qua đây mà ở như Việt Nam vậy, tự nhiên đang là làm đồ ăn cái thiếu mắm, đường, tiêu, tỏi, bột ngọt vậy, phóng qua hàng xóm gõ cửa đung rồi mượn đồ của người ta. Con thấy đúng mà ba, dù mà mình không có đồ thì mình qua hàng xóm mình mượn có gì đâu, mình trả lại. Dạ, đó là hàng xóm Việt Nam, hàng xóm Mỹ, nước mắm đâu mà cho mượn. À, quên. Mà chưa hết, bà qua, bà đập cửa nhà thằng Taylor, rồi bà kêu hit me, set over there, ó luôn hả? Thằng quỷ thằng Taylor đâu biết mẹ gì hả? Vừa nghe kêu hit set, gọi xuống cảnh sát 911, nguyên một cái đồn nó thì không phải cảnh sát thường nha, nguyên một cái tập đoàn SWAT nó ập lên nhà mình. Tao mới vừa đẩy cái xe vô driveway thôi, nguyên một đám ập tới hốt ba xuống dưới đồn, một cắt cỏ dưới đó luôn. Rồi một ngày nào đó mày về đây mày sẽ không có thấy ba ở trong cái đồn cảnh sát nữa. Mà ba sẽ ở trong. Ba không ở trong đồn cảnh sát, ba ở trong đồn gì? Tao không ở trong cái đồn cảnh sát thì ở trong cái bồn tắm chứ ở đâu. Ba sẽ giết ba, rồi ba bỏ thi thể ba vô trong bồn tắm. Ba... Tao nói cho mày biết, mày phải suy nghĩ cách. Một là bà Hồng đi, hai là tao đi. Mày đi đâu? Lấy đồ cho bà đi. Tao lấy chỗ mày giờ. Giỡn. Giỡn cái gì? Tao nói cho mày biết, tao nói thiệt. Lần này mày phải suy nghĩ. Tìm cách đuổi bà Hồng đi cho tao. Bà, nhìn con nè. Dây. Bà có thương con không? Có một mình mày không thương mày chứ không lẽ giờ tao thương ai?
Dạ. Nếu mà thương con thì phải giúp con chuyện này thôi. Ba cho một tuần lễ thôi. Ba biết tính của cô Hồng á, tính cổ là cứng rắn. Giờ ba nhịn cổ một chút rồi mình hướng cho cổ thùy mị nè, nhẹ nhàng mà nết na như ba vậy đó. Gì vậy? Mày khùng như ba hả mày? Tụi mày việc tài hả ba mày riết, tao tưởng là tao là con bánh bèo luôn á. Tao nói cho mày biết, bà Hồng á là thân thiệt, tao chưa thấy một cái người đàn bà nào mà bê bối như bà. Mà ba dọn không có vừa ý ba. Nhà là nhà của tao, hiểu không? Tao muốn để đâu là chuyện của tao. Thì giờ con mới xin ba đó, một tuần lễ rồi ba làm cho cổ. Một tuần là mày biết, mày chắc chắn là bà sẽ thay đổi không? Nếu mà cô Hồng không thay đổi thì ba cứ làm theo cách của ba. Cho cổ đi luôn, cho em Hiền đi luôn. Mày nói nha. Dạ. Điều dạ. Một tuần nha mày. Vì mày thôi á. Dạ. Đây. Cảm ơn bà. Để đi làm nha. Ba, ba làm vậy nguy hiểm lắm đó. Ba sợ đâu, ba để sẵn rồi, xì chết. Ba làm quá à, mà chuyện gì vậy ba? Con lật đật con đi rồi con quên đem theo cái hộp đồ ăn trưa nè, ba chuẩn bị sẵn rồi. Con quên luôn. Sữa. Sữa. Trồng qua trái cây sẵn. Dạ. Cá xeo mình là ba lấy xương ra hết rồi. Con trai của ba là giờ chỉ có như là mở miệng ra rồi cái nhai đớp thôi. Quá kỹ luôn. Cảm ơn ba nha. Quan trọng. Gì nữa ba? Đi đứng nằm ngồi là phải lấy xịt xung quanh hết. Dùng hết sanitizer cho ba. Dạ. Giữ gìn sức khỏe cho ba. Dạ. Nghe không? Dạ. Thiệt luôn á. Ba chăm sóc con vậy, con nghĩ là mẹ ở trên cao, mẹ nhìn thấy như vậy sẽ rất là hạnh phúc luôn đó. Ui, đi ăn đi. Dạ. Công nhận ba lớn tuổi mà nhanh thiệt ha. Mới đây là vô nhà liền luôn đó. Ba đây để con. Ủa ba, sao ba vô đây vậy? Cho ba coi gian đi ra chợ Thuận Phát. Rồi xe ba đâu? Cho chú xã mượn rồi. Lát nào cháu ba vậy? Yên tâm, cả bộ xa này ai không biết ba. Ba xin ai cũng cho đó. Đi đi. Rồi đi. Alo. Dạ anh sếp hả? Dạ sao anh? Dạ. Dạ em có mua cá cho anh rồi đó anh. Dạ em mua mấy con cá bự ngon lắm, em có gì em chiên cho anh ăn. Sao anh đổi ý hả? Anh muốn ăn cá nhỏ hả? Trời anh sếp à, anh phải thông cảm, bây giờ cái mùa này là mùa Covid, đâu phải cứ muốn đi chợ là được đâu. Bây giờ tôi không biết đường biết xá gì hết trơn à, mà giờ con Hiền nó đi làm rồi, rồi bây giờ rồi, sao tôi đi chợ được. Sao? Ý anh là dạ, dạ anh muốn ăn cá nhỏ. Dạ, dạ, dạ được anh. Dạ, dạ anh muốn cá nhỏ, có cá nhỏ anh. Trời ơi, tôi xe phòng mà, chứ đâu phải là tôi làm con sen của ông đâu. Trời ơi, tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi bực ông lắm rồi đó. Ở nhà này riết hả, ông muốn nói tôi gì nói, ông muốn bắt tôi làm gì làm à. Thứ gì đâu á, thiệt tình luôn á. Mình ở đây mà mình chân ướt chân ráo qua đây mình có biết gì đâu. Đi đâu mà đi đi mua cá cho ông. Cá đâu, cá nhỏ đâu ra. Trời ơi, tôi biết làm như dễ có cá nhỏ lắm vậy trời. Thứ gì đâu á. Chảo giàu nha. Thật sự á, các con biết không, cô là cô không muốn đâu. Tại chủ con đòi quá nên cô bắt buộc cô phải làm tụi con luôn đó. Mình nằm ở trong chảo giàu mặt mày phải hiền lành dễ dãi nha con. Chứ đừng có khó như cái mặt ông chủ con nha. Cái mặt ông chủ con khó ưa dữ lắm. Nè, bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng, cơm tấm kali, chứ ăn cơm hẩm cho qua nhà người. Ở quên đi chứ, cá này cá ở Mỹ. Là mình phải nói tiếng Mỹ thì nó mới hiểu. This this gay gay. Get up, mẹ. Con mới về. Nè, dạ. Mày mà không phải con tao, tao bỏ vô chảo dầu tao chiên luôn rồi đó. Mẹ, chú hồn luôn à. Thơm quá mẹ ơi. Thơm xong thơm. Mẹ mua cái đâu vậy? Mẹ lấy trong hồ. Hồ nào? Thì cái hồ ngoài phòng khách đó. Trời đất ơi. Cái
đó là cá kiển, làm sao mà ăn được hả mẹ? Thì mình nuôi con gì mình ăn con đó được mà con. Không có được. Thì bây giờ mẹ làm này cũng giống như trong mấy cái nhà hàng tươi sống có cái hồ xong mình bắt vô mình chiên thôi. Nhưng mà là cá của chú Xét, mà là tài sản của chú Xét, thì chẳng khác nào là mẹ đang phá hủy tài sản của chú. Vậy là chú sẽ kiện. Kiện lúc đó mẹ đi tù. Trời ơi, mẹ đi tù đó con. Mẹ đi tù. Sao mẹ? Con ơi con, nếu mà rủ mà chuyện này có xảy ra thật sự á, nếu mà đi tù á, nhớ chọn cho mẹ một cái tù có đàn ông ở trong đó nha. Mẹ thích vô đó nó mới vui. Hại mẹ giờ này mà mẹ còn giỡn được nữa hả? Chú mà biết á, giỡn cái gì, mẹ nói đến nỗi lòng của mẹ là sự thật như vậy mà. Mẹ hả? Bây giờ phải sao bây giờ ta? Bây giờ con sẽ ra chợ kiếm mấy con cá giống như vậy con đổ vô hồ. Được, còn mẹ ở nhà xử lý mấy con cá này. Không thôi chú Xét mà thấy á, chú sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà đó. Rồi mẹ biết rồi. Con đi đi chú. Rồi đi đi, để đó mẹ lo mà, mẹ biết. Trời ơi, chắc tôi phải sám hối quá. Ăn cá nhỏ, cô phải chịu cá nhỏ. Nên hôm nay cô xin sám hối với tụi con. Tụi con nghe bài kinh này của cô, rồi tụi con kéo nhau bày đàn đi siêu thoát giùm cho cô. Thực ra cô cũng ăn năn lắm rồi. Cô xin sám hối với tụi mẹ con. Giật hết cả mình nè. Bây giờ mọi chuyện sao rồi? Con giải quyết xong hết rồi. Trời, xong hết rồi hả con? Trời, mẹ cảm ơn con nha. Sao mà con làm sao nhanh quá vậy? Cũng may á, là mỗi ngày con đều đếm cá trong hồ, cho nên là thiếu con nào con lắp vô con đó liền. Trời, sao con rảnh quá vậy? Tại vì con biết thế nào cũng có ngày hôm nay á. Vậy thì mai mốt nè, con đi hết cái nhà này, con đếm hết toàn bộ nội thất của ông Xét giùm cho mẹ đi. Bàn ghế tủ giường đếm giùm cho mẹ luôn đi. Chi vậy? Trời ơi, có nhiều lúc mẹ giận lên con không chừng có ngày mẹ đốt nhà ông luôn á. Mẹ tức trong người là mẹ đốt à. Mẹ bị xì chết với ổng luôn á. Mẹ không chịu nổi luôn á con ơi. Mẹ, cái tính mẹ rồi, khi mà mẹ nóng tính lên là cái gì mẹ cũng muốn đập đúng không? Cái gì mẹ muốn đập hết. Cái gì mẹ muốn đập hết. Trời ơi, đang bực mình ai điện thoại cho tôi vậy trời. Khỏi nha. Điện thoại đó của mẹ á. Oh no. Oh no. Trời ơi con ơi, nó banh ta lông cái máy ra luôn rồi. Trời ơi, bây giờ sao con? Đó con thấy không? Thôi được rồi, để con lo cho. Thôi, con đang đi học rồi, tiền đó mà con lo cho mẹ. Để đó mẹ điện thoại về Việt Nam rồi mẹ mượn người ta, mẹ tự lo cho mẹ được. Đó, mẹ thấy không? Mẹ còn không đủ tiền nữa, rồi mẹ còn đòi dọn đi nữa. Con nói thiệt á, ở đây là được nhất, vừa sạch sẽ, vừa thoáng mát, mà giá cả là hợp lý nữa. Ở đây không có gì được nhất hết á, ngoài thằng Bon trong nhà này là được nhất thôi à. Dạ. Yeah. Trời, cái gì mà mới nhắc thằng Bon mà hai mắt sáng trưng vậy? Đừng nói tôi là để ý nó nha. Có đâu. Mẹ nói con ha, để ý ai để ý nha. Chứ mẹ không bao giờ mẹ muốn làm xui cho nhà ông Xét. Ok. Mẹ, chú tin Xét chứ không phải là Xét. Xét. Xét, xét xe á mẹ. Xét xét. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ mày ghét, tao muốn kêu cái gì kệ tao. Xét xét. Rồi rồi, thôi thôi, mẹ là mẹ của con, mẹ muốn nói gì cũng được hết. Bây giờ mẹ bình tĩnh không có nổi nữa rồi con. Bây giờ con làm cái gì làm? Trong một tuần nữa con phải dọn ra khỏi nhà này cho mẹ. Dọn đi thiệt đó hả mẹ? Còn gì nữa, chịu hết nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ, một tuần thôi, một tuần. Trong một tuần đó mẹ bình tĩnh giùm con được không? Thì mẹ cũng phải vì con thôi. Bữa giờ ở đây cũng lâu rồi, giờ ở thêm tuần nữa đâu có sao đâu. Mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ cố gắng nhịn. Đây rồi, ngất ngây con bà. Trời ơi là trời, hát không hay mà cứ gào rống suốt ngày là hát cái bài xuân gì mà trời, tôi nghe mà giống như là hết xuân tới nơi vậy đó. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi cho cha này rồi. Nổi với ông này luôn rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Mùa xuân đã đến bên anh. Trời ơi, cái gì ông nội? Ông làm gì mà
ông đứng ngay trước cửa phòng tôi hát như vậy mà ông coi được hả? Xin lỗi, tại tôi phiêu quá. Phiêu đến cửa phòng của bà nào tôi không hay. Để rồi, đắm say. Để rồi, nhắc ngay. Ôi, tôi đang cảm giác giống như là cái giọng hát nó gần cái sát lỗ tai tôi rồi vậy trời. Trời, cái gì mà nó rong rống thế mà ghê quá hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Xin lỗi, tôi phiêu quá. Trời ơi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Cũng may bữa hôm mấy con cá này đó mình chưa có tẩu tán đi, nên hôm nay mình để cho ông stress. Ông ăn mấy cái củ, cách thiêu, cách thối này để cho ông biết ha. Thức gì, còn có một tuần nữa thôi, mình ráng nhẫn nhịn. Anh Sash, rest first, mời anh rest first, anh Sash. Mời anh Sash vô. Chị ơi, hả? Giờ này 7 giờ tối rồi chị. Mình không có ai gọi là breakfast 7 giờ tối á, ta gọi là dinner, hiểu không? Không có biết tiếng Anh, bớt nói English. Dạ, yeah, sorry anh Seth. Dạ, chị, tôi tên là Seth, là một X, hiểu không? Chị cứ xét hoài, cái đó là ba X, dễ hiểu lầm lắm. Seth. Tập lại Seth. Seth, 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 Seth. Đúng rồi. Anh, tôi biết là tôi cũng không còn ở đây lâu, nên nay tôi làm cho anh bữa ăn này, đãi anh những cái món anh thích đó. Nghe nói tôi đi là anh vui lắm phồn. Có, trời ơi, không có chị thì nhà nó cũng hơi yên lặng. Mà tôi thích, không ý tôi nói là thôi, đừng nói vậy, coi như là này chị làm hết à. Dạ, em nấu hết á, mời anh dùng dùng bữa nha. Em lo lắng cho anh. Anh uống bia loại gì để em kêu? Lê la, cho bia đi cưng ơi. Còn anh muốn đào số nào để em kêu cho anh luôn nha. Cái gì vậy bà nội? Nhà của tôi mà bà làm giống như là thư quán bia ôm vậy. Chị sao chị làm cái gì cũng lố lăng hết á. Coi phim riết rồi nhiễm hay sao? Ê, ăn cơm đi chị ơi. Xin lỗi, nhiều lúc chắc cũng bị liều. Thôi tôi ăn dùng bữa đi anh. Giòn thơm phức à? Cái gì vậy anh? Ăn đi. Sao giòn? Tôi thấy con cá này nó quen ta. Làm như tôi đã từng thấy nó tung tăng ở đâu rồi. Trời ơi, tung tăng đâu trời ơi, sao anh tưởng tượng quá à? Anh cứ tưởng tượng quá à. Chút nó cảm nhận được mấy con cá này lẫn cá trong hồ nhỏ không sao trời. Hay là rõ ràng là thấy cái cảm giác này nó đã từng tung tăng trong cái hồ này nè. Con ơi, không phải vậy đâu con ơi, con đừng ảo tưởng như vậy nghe con. Mình về bàn ăn nha con. Ừ, về con về đây. Ê chắc, sao tự nhiên tôi làm con bá luôn vậy trời. Về đây đi con. Này. Về đây đi con. Con về đây. Về đây đi con. Đó, về đây đi. 38 con đầy đủ. Ủa anh á, sao tôi thấy anh đa nghi quá. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà tôi vớt mấy con cá trong hồ, tôi ra tôi chiên, anh làm như tôi ác dữ vậy? Thì đâu biết. Bà có gì mà không dám làm. Cá là chị làm hết luôn ha. Đúng rồi. Còn máy này chị mua ở đâu? Ôi cái này ông xã tặng anh đó, mấy người tặng cho tôi đó. Cái gì rồi? Cái gì? Chị nói cái bánh đó là ông xã ông làm cho tặng cho chị hả? Đúng rồi. Đó, nguyên trà bồ xà là cho là quen với ông được cho thôi. Cái anh nghĩ sao vậy? Anh để tôi còn chinh phục cũng được, sao mà tôi chinh phục được mấy trà bồ xà? Chị làm gì có cơ hội để chị chinh phục tôi. Chị đâu phải là gu tôi. Ủa chứ gu anh là ai vậy? Gu tôi. Sếp. Ủa? Sếp. Ông xã. Này của anh đó hả? Gì bà?
Ông là ông xã, ông tên xã, gọi ông là ông xã chứ gọi gì? Thì tôi biết rồi, ông xã tặng bánh nè. Ê. Ai cho ông qua đây mà ông vô ông ngồi tỉnh bơ vậy? Thì nói chung là tôi biết là ông giận tôi nên cái tôi qua đây tôi đem bánh tặng ông. Bánh gì? Thì bánh này nè, sáng ông điện cho tôi thèm ăn mà tôi nói tôi bệnh. Tự nhiên tôi sực nhớ là cái bánh này tôi đem tặng cho bà, ông thấy thế nào ông cũng giận. Nên thôi giờ tôi qua đây tôi đem lại tôi biếu ông. Rồi bánh đâu? Ăn hết rồi. Mày đi về đi, mày đến đây làm cái gì nữa? Không có chuyện lớn. Chuyện gì? Không biết mà, chơi nhau mấy chục năm mà mỗi lần tôi qua đây tôi buồn là không biết mà. Đừng nói tôi là ông mượn tiền nha. Chỉ có ông hiểu tôi. Rồi ông định mượn nhiều? Không có mượn nhiều đâu, 500. Ừ, 500 nữa phải không? Là ông thiếu tôi đủ 6,000 luôn á. Cái gì? 6,000 chứ còn gì nữa? Sau đó giờ tôi nghĩ tôi mượn ông 6 đô mà. Trời. Bây giờ sổ nợ tôi để xuống trong đây nè, có đầy đủ hết nè. Giờ ông nói đi, ông mượn 500 nữa làm gì? Ông muốn cứu ai? Giúp đỡ ai? Thì đó. Ai chữa bệnh? Thì đúng rồi, thật ra tôi mượn tiền ông toàn làm từ thiện chữa bệnh không mà. Chứ đâu có lấy tiền ông làm gì rồi đâu. Bây giờ chữa cái gì? Bây giờ trong cái sổ này là coi như là bệnh nó đầy hết rồi nè. Da phả nó viết xuống đây nè. Đó, anh Tám bị bệnh tim. Đó, rồi đây bị bệnh phổi, phổi có nước. Đó, đây gan, gan nhiễm mỡ, gan nhiễm khuẩn. Cái gì? Nè. Đây nè, mượn cho bà Bảy. Lá lách đùm là bệnh gì vậy? Có nghĩa là bà bị đau lá lách. Nhưng mà có muốn câu cuối là lá lách đùm. Có nghĩa là giống như là ông phải cho mượn đi. Giống như lá lách đùm lá lành gì đó, ông hiểu không? Rồi bà mượn cho ông, bà chính lá lách mỡ chài. Là bà tại vì bà ăn mỡ nhiều quá, mỡ nó thấm vô lá lách của bà. Trời ơi, sao mà cái tên, cái bệnh gì mà giống như là quán như món nhậu vậy? Thì đó, cái tật tôi ghi gì cho nó vui thôi. Người ta đã bệnh rồi. Rồi bây giờ ông qua đây là ông định mượn về chữa cái gì? Người này bị đường ruột. Dạ thưa ông nội, dạ đường ruột đây cũng có luôn rồi nè ông nội. Nè đây nè, cái gì? Ruột, ruột non trái tỏi. Cái gì vậy? Ruột già bị ổ gà. Hả? Ê, lý do này có rồi. Không, cái này là bệnh nặng hơn, mấy cái này là nhẹ thôi. Nặng hơn lại bệnh gì? Ông này ông bị, ông trong ruột ổng, trong ruột ổng có con chuột. Ủa cái gì bệnh vậy, ngộ vậy? Bệnh gì mà ruột, trong ruột có con chuột? Thà là ông nói rằng lại trong phổi có cây chổi tôi còn tin hơn á. Ủa nói gì được luôn hả? Được sao không được? Trời, mấy ông nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy? Tự nhiên là trong phổi có cây chổi là sao? Không hiểu. Bà mà hiểu là trong não bà có cái chảo á. À, tôi hiểu rồi. Trong phổi có cây chổi mà trong não có cây chảo. Vì là nếu mà tôi bị bệnh tim thì trong tim tôi có con không? Con gì? Con gì má? Trời ơi đúng. Con tim. Tôi tưởng là bà nói là trong tim mà có cái sim chứ. Hả? Trời ơi, tim mà chứa cái sim. Thì chi nãy giờ tôi điện thoại bà không được. Ông gọi điện cho bà không được là tại cái điện thoại bà bị banh rồi. Nha. Thì thật sự ra đó, thì đó là lý do tôi qua đây đó. Điện thoại bị banh là lý do tôi qua đây đó. Qua đây làm gì? Giờ tôi nói thẳng liên luôn. Liên quan gì? Tôi mượn 500 là để mua điện thoại cho bà. Trời ơi, trời. Tôi lại banh. Ba nghèo mà ba chơi sang quá. Ba toàn là thích mượn qua cúng Phật không à. Ê nó nghe nè, cái dù bây giờ điện thoại của ba hư thì để cho ba tự kiếm tiền ba ấy. Ông đi mượn ông tiền tôi là tự nhiên ông đi qua bển ông đưa cho bả làm gì là làm sao? Chứ giờ ba mượn thẳng ông cho mượn không? Không. Thì đó thì tôi mượn giùm thôi. Trời ông hiểu không? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, cái gì nó không có lý do của nó hết. Bả có tâm sự tôi, thật sự ra bả đập điện thoại là tại vì bả không có control được cái cảm xúc của bả. Bả bị stress quá. Ai làm gì bả mà tự nhiên bả stress? Tôi hỏi ông là bả qua đây bả du lịch, bả định thăm con Hiền, bả ở cái vài tháng bả về, tự nhiên về dính COVID cái bây giờ bả phải ở đây luôn. Mà đã vậy giờ bả ở trong nhà ông rồi, ông khó chịu quá, bả bị stress, bả kiềm chế không được, bả đập đồ đập đồ, bả lỡ tay đập điện thoại bả. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người nha, bà ở đây tôi đối xử với bà như thế nào mà giờ bà nói với tôi là coi như là cái gì tôi làm khó bà rồi bà bị si chết là sao hả? Nè, tôi sẵn đây ba mặt một lời tôi nói thẳng luôn nha. Tôi nói thiệt anh á, tôi ở đây lâu nay tôi chịu hết nổi rồi. Tôi là đi qua đây cái diện du lịch đúng không? Thì tôi thuê nhà ở đây, thuê phòng đây có nghĩa là tôi cũng trả tiền phòng đàng hoàng. Vậy mà anh lúc nào cũng soi xét tôi, rồi anh coi tôi giống như là con sen của ông á. Tại vì đồng hát karaoke âm tiếp phòng tôi, sao tôi chịu nổi ha? Rồi anh còn đi nói xấu tôi tùm lum tà la nè. Nè, đây, sẵn đây có cái điện thoại đây. Hôm nay nè, ba mặt một lời nè, tôi thu âm lại nè. Có ông dám đồ chối với tôi không? Bà không thu thì bà thu. Tôi có làm gì đâu, tôi không có nói gì hết, tôi không sợ. Ông không nói gì phải không? Đây, để tôi hỏi nè. Nè, phải ông nói tôi là đi qua đây vì cái diện thẻ xanh thẻ đỏ gì đúng không? Người ta nói bà là không phải là bà làm, không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà làm gì? Bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Không phải.
bà qua đây vì thẻ cạo. Thẻ cạo chứ không có nói xấu bà dù thẻ xanh hay là qua đây tím thẻ xanh hay là kiếm phi công gì hết. Cái thẻ cạo đây là thẻ cạo vé số á, hiểu không? Thẻ cạo vé số có nghĩa là bà qua đây bà muốn mua vé số, bà hy vọng bà trúng mà bà có tiền bà lo cho con Hiền, rồi bà có cái này bà giúp đỡ người nghèo. Nói chung là ông nói tốt về bà thôi đó, chứ không có nói xấu gì hết. Nghe chưa, lúc nào tôi cũng nói tốt về bà, lúc nào tôi cũng nghĩ tốt cho bà và con của bà nha. Từ đó giờ ông có nói xấu bà đâu, yên tâm. Đây là bạn bè quà 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 quà. Ghét. Nhưng mà tôi nói nghe bà thấy chưa, bà ở với tôi ở đây, tôi đối xử với bà sao, tôi đối xử với con Hiền như thế nào hả? Tôi coi nó như con gái tôi vậy. Nhưng mà bà cứ nghĩ là tôi đi nói xấu bà. Cái người gấp lửa bỏ tay người là bà ha. Tôi nói thiệt với bà, tôi biết đó là bà còn nói xấu tôi nhiều thứ hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi làm gì mà dám nói xấu ông? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi ở đây tôi thuê phòng sao mắc mớ tôi nói xấu ông? Bà chói kìa. Bà chói hả? Bà chói hả? Bà ngon đi. Nè, tôi thâu lại luôn nè. Những gì nói sẽ đây sẽ là bằng chứng trước khi ra tòa. Bà ngon đây. Bà chối kìa, bà nghe, bà chối đó. Bây giờ bà đừng có chối. Bà đừng có chối. Tôi ngồi đây thì bà đừng có chối. Đó, đúng nha. Có ông xã ngồi để làm bằng chứng. Bà đây đi. Bà nói là bà có nói rằng là tôi bóng này bóng nọ không hả? Bà có nói tôi là bóng tính bóng lộ gì già bóng dài vậy đây không? Không. À, cha xét cho khó chịu mà ngày nào cha cũng kiếm chuyện với tôi hả? Mà chả bây giờ vợ mất lâu năm đó, ở trong nhà một mình không có lấy ai, riết làm như bị đổi giới tính như sao á, bị bóng già, khó chịu như đặt bài vậy đó. Bà nói tôi. Bà nói tôi. Thật ra bà đi đòn là bà nói tôi. Mà tại vì cái tên của ông với tôi là tên X, xả với xét nó thì giống giống nhau, nên mọi người nghe lộn là xét, chứ thật ra bà nói xả. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Xét ơi, bạn chơi với xả bao năm mà xét chưa bao giờ hiểu được xả. Xét ở ngoài xét như vậy nhưng mà bên trong xét thẳng, còn xả rất là thẳng ở bên trong. Yếu lắm. Nói như ông xã không, xã đâu mới xét. Bữa nay phải bông, phải sống thật. Thiệt. Lại la. Phải sống thật. Lại. Cái gì? Đã có ok không? Trời ơi, cảm ơn bà bạn nha. Giờ bà, giờ tôi phải sống đúng với con người của tôi. Bà hiểu chưa? Trời ơi, vậy là xả vậy mà thiệt là vậy luôn. Chứ ông thấy ông bữa ăn xăm mì đó, rồi lâu lâu tôi hay ôm ông đó, là tôi cố tình. Trời ơi, nói làm tôi nổi hết da gà lên luôn á. Rồi ông không chơi thân luôn nữa hả? Không. Thiệt sự là gì nè xả? Sao? Thật sự ra đó là cái vụ mà giới tính thì tôi không có không may, hiểu không? Cái gì là chủ yếu là tình cảm bạn bè mình chơi với nhau, đối xử với nhau ra sao thôi, đúng không? Còn cái chuyện mà giờ giới tính tôi đâu phải đi ngủ với ông đâu, đúng không? Mà dù ổng cũng là cái người đầu ấp tay gối của tôi. Cái gì vậy? Cái gô ông luôn đó hả? Không, trời ơi, cái ý tôi nói là ảnh là cái người bạn chí cốt. Chí cốt à, à, coi như đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Coi như là giờ xả như thế nào đi nữa thì cũng là bạn của hai đứa tôi. Đó. Cái điều quan trọng là tôi thích như vậy nè. Hiểu không? Tôi thích như vậy nè. Chứ tôi thì không sao. Tôi thấy hai người mà đừng có gây nhau nữa. Hiểu không? Đó, ông thì ông mất vợ rồi. Vợ ông thì khuất bóng. Còn chồng bà này đi theo bóng. Ủa không, đi theo cha. Cho nên tôi nghĩ hai người kết hợp nhau là ok. Đó. Được không Thiên? Dạ thì cũng được chứ sếp. Ủa cái gì ngoài ngoài vậy? Cái gì vậy? Ủa sao nghe tiếng xe đó một quẹt. Thôi Hiền ơi, Hiền ơi. Trời ơi con, cái gì mà con ho gì? Chú đừng có gần con chú. Trời ơi con có sao không Hiền? Chú con xin lỗi chú, hồi nãy con mắc ho quá, rồi con lỡ quẹt cái xe của chú. Thôi cái gì đó bỏ qua đi con, không sao đâu. Chú. Hả? Chú. Cái gì? Chú tránh xa. Con bị cái gì? Con ơi, con dạ, con sao? Mẹ, tránh gì ra. Gì? Tránh sao, ra. Sao vậy? Trời ơi, sao gì bà lấy đâu đồ đo nhiệt độ bà đo nó coi. Trời ơi, nó ho quá mà, đúng rồi, phải đo nhiệt độ nó chứ. Trời. Cái gì bao nhiêu? Nó sốt quá nè, 103 độ luôn.
vừa sốt mà vừa ho. Trời ơi, Hiền ơi, không để cô. Con ho mà con thấy khó thở quá. Mọi người dính con ra đi, chắc con bị dính rồi. Hiền. Chuyện gì vậy ba? Con bị dính Covid rồi. Hả? Hiền dính Covid? Trời ơi, coi chừng nó vô đâu. Trời ơi, không sao đâu, có gì vô chổng dính thôi chứ không có gì đâu. Phải không? Bây giờ chổng nó có một cặp dính rồi, ngoài đây cũng có thể là một cặp dính. Một cặp dính, tôi dính ai? Ông dính vô tường đó. Trời ơi. Thôi bây giờ tôi nói, bây giờ hai người bình tĩnh nè. Covid á là làm ơn bây giờ mỗi người cách xa nhau ra. Còn không á, bây giờ làm ơn hai người đi ra khỏi nhà tôi đi nha. Đúng rồi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Ê, quên. Hình như cái này nhà ông mà, cha này mới đi vô nhà ông nè. Ê, cái này là nhà của hai đứa tụi tôi luôn á. Ông có liên quan vậy đó, đi về đi. Còn 6-9 cho tôi rối luôn. Mấy tại suốt ngày có sự xuất hiện của ông là coi như là rối hết. Ông là cái này cái sự xui xẻo tới. Thì bây giờ sao đi ông, tôi rối bình quá. Bình tĩnh, bây giờ nói Hồng nghe nè. Hồng bình tĩnh đi, không có sao hết á. Bây giờ coi lỡ mệnh này chắc tôi chết luôn mà. Nghe lời sếp ha. Cái này là đảo nghiên cứu kỹ rồi. Cái bệnh này nó như bệnh flu thường thôi. Bây giờ coi như tụi nó vô chậm, coi như mình cách ly nó vô trong phòng luôn. Mỗi ngày mình cứ coi như là cho nó uống thuốc Tylenol nè, rồi uống zinc nè, rồi cho uống nước ấm giữ nhiệt độ anh 14 ngày là nó qua. Nó còn trẻ, nó sẽ khỏe lắm, không sao hết. Để mình vô đi lấy thuốc cho tụi nó uống. Không, ông gọi đi. Con Hiền á, thuốc Tylenol gì là cái gì nó không có hết trơn á. Rồi lấy. Con nhỏ này nó chu đáo lắm, lúc nào nó có đồ sẵn cho mình hết trơn á. Đây nè, tôi đi vô trong tôi lo cho. Thôi đi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời. Hả? Hai gạch. Dạ. Vậy hai người quầy hả chú xã? Dạ rồi, con cảm ơn chú xã nha. Sao rồi anh? Hai người hết hiểu lầm rồi. Em, bây giờ anh với em phải đi ra ngoài công khai tình cảm của anh với em cho mọi người biết luôn. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Có anh đi. Đi. Hả? Ba. Mẹ. Dạ. Dạ con xin lỗi, nãy con chỉ giỡn thôi. Rồi con ăn đậu phộng con ho thôi mà. Dạ. Không có Covid gì đâu. Tôi dư sức biết cái chuyện đó mà. Dạ. Tôi đẻ cô cậu ra được mà. Dạ. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Bà nói đi. Thôi, nói đi. Bà nói đi. Thôi ông nói đi ông. Bà nói đi. Ông đặt ông nói nó dễ hơn. Cái chuyện này đàn bà nói nó hợp ông tôi chứ. Trời ơi chết cha, sao ông đàn ông quá vậy? Tôi để cái gì tôi nói. Nè. Dạ. Tiền. Dạ. Mẹ qua đây bao nhiêu lâu nay mẹ ngủ với con mỗi ngày, mà tại sao đến ngày hôm nay con có cái vụ hai gạch này hả? Dạ. Con nói cho mẹ biết, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, làm gì, ở đâu, khai mau. Dạ. Ba. Bác bình tĩnh đi bác. Con biết bác là gia đình gia giáo nên ngày đầu tiên mà Hiền dọn tới đây á, buổi sáng tụi con không có làm mà buổi tối tụi con mới làm. Hả? Cái gì? Buổi sáng nó không làm, buổi tối nó làm luôn không? Ờ, Hiền con làm gì mà con lẹ hơn mẹ luôn vậy Hiền? Không phải, con làm bài tập, có nghĩa là con làm homework á. Dạ đúng rồi, bài tập nghĩa là homework đó bác. Dạ. Làm homework thôi mà. Dạ. Chị. Ủa nhưng mà làm bài tập sao tự nhiên có hai gạch? Dạ tại vì tụi con làm homework vào ban đêm không mà. Thứ hai homework, thứ ba homework, thứ tư homework, thứ năm homework. Ê rồi cái thứ năm sao mà mất cái chữ home rồi. Vậy là nó work rồi đó ông ơi, ngày đó nó work rồi, nó dính luôn rồi đúng dạ, không? Dạ không phải, có nghĩa là tụi con làm bài tập xong, tụi con làm homework xong á thì tụi con làm việc nhà. Dạ. Không, bây giờ bỏ qua mấy cái vụ việc nhà homework gì đi. Tôi là tôi đang cần nghe cái đoạn là tại sao có bầu, làm gì có bầu đó, tôi cần cái hình ảnh đó. Tôi nôn nè. Dạ. Cái gì vậy chị Hồng? Hả? Chị cứ để từ từ, chị hỏi con rồi phải cho nó cơ hội trả lời chứ. Chị làm gì chị tâm tước như ăn cướp vậy? Vụ đó bỏ qua đi, tôi nói cho nghe thật sự ra là ba má là không phải là lo cái gì hết. Dạ. Đó, ba bản thân ba là ba chỉ sợ lửa gần rơm. Tụi con nhiều khi cái tuổi trẻ bồng bột rồi cái phụt cháy lúc nào đó rồi tắt vèo. Rồi sau này để lại tội nghiệp là cho cái đứa con. Đó. Cho nên là ba má mới lo vậy thôi, hiểu không? Chứ còn nếu mà tụi con mà có suy nghĩ kỹ càng tìm hiểu mà đến với nhau bằng tình yêu thiệt sự thì ba má cũng không có cấm cản. Dạ đúng rồi, tụi con đến bằng cái tình yêu thật sự, bằng trái tim thật sự Dạ. Bởi vì tụi con xuất phát từ một điểm chung,
Đó là tụi con không có một gia đình trọn vẹn. Dạ. Con thì mất mẹ từ nhỏ, còn Hiền thì ba bỏ nhà đi. Và con rất là thương bác gái, vì Hiền nói bác gái là rất là vất vả. Còn con á, thì con có nghe anh Bo kể là từ khi mà ảnh mất mẹ, bác đã chăm sóc anh Bo, bảo vệ anh Bo như một người cha, người mẹ. Con thương bác lắm. Con ước gì, con ước gì con cũng có một người cha như vậy. Chị Hồng à, con nghe hai đứa tụi nó nói như vậy thì tôi nghĩ là tụi nó cũng đã tìm hiểu rất là kỹ với nhau rồi. Tôi cũng nghĩ là tụi nó đã đến với nhau bằng cái tình yêu chân thật. Thì thôi, chị Hồng đừng có lo nữa, cứ để tụi nó đến với nhau. Tôi tin là con trai tôi dữ lắm. Ôi là tôi thương nó nhất. Con Hiền nó có mở với tôi bao nhiêu năm, tôi thương nó nhì. Ông nói vậy thì tôi cũng hiểu được tấm lòng của ông. Ông cũng thương con gái tôi. Còn tới giờ hai đứa nó đến với nhau như vậy cũng được. Tôi ở trong nhà ổn ràng vậy chứ tôi hiểu hết tụi nó luôn á ông. Trong nhà này á, tôi thương cái thằng Bon là nhì đó. Ông lấy bà thương tôi nhất. Không, tôi thương cái nhà này nhất. Thì sao có cái nhà, có cái vật chất nó cũng an toàn đâu. Sao không có cái thằng Bon? Cái gì vậy Hồng? Bà vô nhà tôi ở, bà me hôi của tôi luôn vậy hả chị Xui? Tại tôi tánh tôi nó thực tế đâu hiểu không, sợ con gái mà nó khổ như mẹ nó. Bởi vì anh Xui thông cảm. Bé đừng có giận nha, mẹ con vậy á. Nó giận lắm mà. Thì thôi, chủ yếu là giờ mình sống là vì hai đứa nhỏ mà. Tụi nó vui là mình vui. Đúng rồi. Đúng không Hồng? Đúng không anh Xui? Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm hả? Coi. Bé Thiên. Ô mẹ ơi, sao tự nhiên Tết nhất rồi không mua rượu bia về mà mua quá trời đất tờ thanh về vậy ông? Trời ơi, thằng con trai thằng Bo nó nói với tôi là coi như là Tết nhất là mình chúc nhau sức khỏe thì mình phải tặng quà sức khỏe chứ. Đúng rồi. Trời, ông là best boy của cái bonsai này mà tự nhiên giờ không có uống rượu, không uống rượu bia nữa mà chuyển qua uống cái này. Vậy là giờ ông bỏ rượu bia phải không? Bỏ rượu bia. Giờ ông chuyển qua gái gú hả? Tặng kỳ cục. Best boy là không có chết xa trường. Bé tôi chỉ chết trên giường của bé Pink. Có bé Pink rồi, giờ tôi là coi như là chủ yếu là phải giữ gìn sức khỏe. Thì là coi như là bỏ rượu bia mà đi theo gái gú đó. Nói nghe nè, gia đình vui vẻ thôi, giờ mình dẫn người về nhà mình đón Tết được không? Yeah, yeah. Đi. Như muôn tiếng đàn
hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tây liệu đời càng thêm mà chán chưa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Chị em ơi, trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp, thích quá cơ. Sao nữa? Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Gì vậy? Vô liền đi còn thơ văn đồ nữa. Anh kỳ quá, em phải nói như vậy để người ta biết mình là cái con người có văn hóa. Giàu gì là em cũng có cái bằng cử nhân kỹ sư mà anh. Tình duyên là cái chi chi à. Sàng qua sàng là em tát cho vỡ mồm. Thơ hay không? Tránh ra đi để cho chúng em đi nhá. Làm gì? Hò. Em hỏi thôi. Miền Nam á, miền Nam. Ta gần đi rồi, ta anh hò xong chắc nó mất tiêu luôn á. Yên tâm, yên tâm. Để coi anh tỏ tình kiểu miền Nam. Ráng nha. Rồi vô. Mình như động đất luôn đi. Anh ơi, lần sau anh có hò, anh dịu dàng chút xíu. Phụ nữ người ta hết hồn á. Ủa hò vậy hết hồn? Hết hồn. Đúng rồi, em giật mình. Em hết hồn, em bị bệnh tim. Vậy làm lại. Làm lại đi anh. Vô. Hay, hay. Trời ơi, hay quá. Hay quá luôn ấy. Bây giờ mận mới hỏi Đào, giường hồng đã có ai vào hay chưa? Chưa. Nè, nói là không phải nổ với hai em nha. Ông anh của anh được có một cái là mỗi lần mà tao nó gất cái giọng hò lên thôi, trời ơi, ai nghe xong thấy là tao nói yes sir, té xuống hết xỉu, nằm sắp lớp, sắp lớp, sắp lớp. Tại ai cũng nói rằng là ảnh hát giống Minh Vương. Đó. Đúng rồi, anh của anh hát giống Minh Vương. Mà Minh Vương á, khi mà bị bệnh á, giọng là đó. Chị anh nói gì giờ đây bị hại vậy? Không, anh hò anh sao mà để người ta nói anh lúc bị giống như Minh Vương bị bệnh này là tại anh á. Cái gì vậy? Cái gì á? Dạ em hò Huế. Trời đâm ba. Thôi anh ơi, không xong rồi, không xong. Em thấy hò quá, mấy mình về đi anh. Không xong, không xong. Anh khoan về. Này, thời buổi bây giờ mà cứ ho kiểu này là nó nhạy cảm lắm, người ta đi ngay. Em hò đâm bang quá, đừng hò. Anh ơi, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng chúng em. Anh ơi. Tự nhiên như điện đấy nhỉ. Ôi dồi, nó dần sao. Ủa sao mặt lạ vậy? Nói nghe nè. Sao? Anh chị ơi, đi cái về vụ chị mà ơi, cái đi vụ về mà mình mình ướng vậy đó. Ừ. À, là cái tuổi lứa tuổi học sinh, hiểu không? Còn tuổi của chị với tuổi của anh là tuổi phụ huynh, hiểu không? Cái gì? Mình bớt á. Biết gì hết chứ em cứ phan không rồi. Không, em nói thiệt. Ai nói em học sinh nó đá vậy? Anh nói mà nói thiệt luôn, em nổi da gà luôn á. Học sinh là thường thường nó đá vậy nè. Nó đá sao? Nó đá lên. À, học sinh là đá lên hả? Cỡ tụi anh mới là hiểu không? Em hiểu rồi. Chị ơi, học sinh là tuổi học sinh là cái tuổi còn sung sức là nó đá lên, hiểu không? Còn tuổi anh hết sức rồi là đá ngang. Bậy nữa, bậy nữa. Nói chơi thôi. Ôi vô 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 đến cuối cùng. Em ơi. Dạ. Anh làm gì vậy? Này, anh gặp, gặp người yêu gặp gì? Tôi đi làm như dọc mẻ dọc nổi. Chị ơi, bớt lại. Anh hai. Anh hai. Thế tên hai, anh ơi, anh đứng lại đi. Thế bây giờ anh hỏi như vậy thì em xin phép em trả lời nhá. Trả lời có khó không? Thì là lúc nãy anh ấy hỏi cái gì chị quên mẹ nó rồi nhỉ? Em sợ chị quá. Chị không nhớ mà chị nói là chị việc rồi. Mừng hội đau. À, nhớ rồi. Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Mận hỏi thì Đào xin thua. Sao? Buồn hồng có lối nhưng chua, ai vào? Tôi vào, chưa ai vào luôn. Anh ơi, chưa theo có vào. Cái chế độ mà của NASA nó nghiên cứu đó mà cái giường hồng có lối mà chưa ai vào gọi là ế đó anh. Ủa vậy hả? Này, anh kia, anh nói ai ế đấy? Anh có biết bây giờ gái ế là một xu thế không? Em
em bây giờ đi ra đường ấy, người ta nhìn em ấy, ai người ta cũng bảo em là Forever 21 đấy. Đúng rồi. Là gì, là gì? Dạ, em có nghe gì, em nghe nói chắc là 41. Dạ, 41 cái tuổi gì? Anh Forever 21 đó. Bốn mươi một tuổi vậy, người ta nói được. Là 21. 21 hả? Trời, tại vì thấy cái, xin lỗi, tại em thấy cuốn cái lưỡi vậy quá, em nghe tụi đâu 41. Để em nó lắng vô ngoài. Xin lỗi. Em tôi nó bập chập vậy đó. Chứ thật ra là thấy hai em xinh thế. Em muốn hỏi em là thiếu gì người o bế. Làm sao mà ế? Đúng đúng. Em muốn hỏi là hai em tên gì thế? Tên gì? Tên gì thế? Hai em là xinh đẹp như tiên dáng thế. Nghe tên xong hai anh sẽ bị té ghế. Em ơi, hai em yên tâm. Em té ghế là anh sẽ bế. Bậy hốt bậy rồi, cái này của hốt, anh. Cái này của anh á? À? Không, em hốt bên kia. Anh bế, anh bế. Đẹp em. Ủa nhưng mà nó nghe nè, hai em tên gì mà nghe thấy ghế? Tên gì? Nghe tên gì mà nó nói mà té ghế? Dạ. Đầu lòng hái à tù ngã. Thơ. Anh biết rồi. Thơ Nguyễn Du. Đó. Em tên Thúy Kiều. Thúy Nga là chi? Vậy em là Thúy Dân Bảo Vĩ là nhạch. Nó không có dính gì vô cái thơ đó chứ. Anh không có lãng nhách gì hết, không lãng nhách lãng giang gì hết, miễn sao có tên là được rồi. Có tên là được rồi, người đẹp có tên là được rồi. Thôi kệ tên gì cũng vậy. Đây là Thúy Nga, đây là Bảo Vĩ. Còn hai rồi. Hai anh giới thiệu danh tánh của mình luôn đi cho chúng em biết. Giới thiệu cho sợ em. Trời, cái gì kinh vậy? Cuối lòng. Ủa, cuối lòng là rắn. Hả? Cuối lòng là rắn. Thì nãy em đọc em là đầu lòng hay ả tố nghe, đúng không? Em là đầu lòng thì anh là cuối lòng. Chơi chữ gì? Hay. Đầu lòng với cuối lòng, hai đứa nó mới môn đăng hộ đối. Chơi chữ gì? Giới thiệu sợ nè. Vào nha. Cuối lòng hai gà bảnh bao. Bảo Liêm là chị. Cái gì? Bóng à? Nó giới thiệu bảy. Là Hoàng Cưng em, anh lộn. Anh nói lại hả? Nói hồi tại sao nói anh giới tính khác vậy? May quá luôn. Mình nói lộn nói lại hả? Cứ làm gì dữ vậy? Làm lại. Cuối lòng hai gã bánh bao. Ngon lành. Bảo Liêm anh lớn đó. Em là Quầm Thai. Cái gì? Ủa, Quầm Mai có thai? Quầm Thai là hoài thăm á. Trời ơi, em Quầm Mai đâu mà có thai? Giới thiệu đàng hoàng mà đặt nói lấy rồi nữa. Em phải nói về văn chương để người ta biết mình có bằng kỹ sư. Thôi mà bà kỹ sư mà anh. Dạ. Này, thôi Quầm Thai với Bảo Liêm ơi. Thôi hai anh cứ chạy lòng vòng làm cái gì. Thôi bây giờ em chỉ muốn là mình đi thẳng vào vấn đề. Vào lướt đấy à, đấy. Vào lướt cho em luôn. Vào luôn á. Chị ơi, bớt lại. Bớt lại chị ơi. Vô. Vô luôn nha. Vô luôn, đi thẳng vô đào thao luôn cho em. Không thích vòng vòng. Đi vô thẳng thành phố luôn. Yes. Thấy hai em xinh đẹp dễ thương. Đúng rồi. Hai anh muốn muốn cái gì em cũng chiều. Muốn làm quen được không? Trời ơi, hụt hẫng sợ luôn đấy. Cứ nghe tưởng muốn cái gì kinh khủng lắm, cuối cùng chỉ muốn làm quen thôi à? Làm quen. Này, xin lỗi nha, làm quen đây không có dễ đâu. Sao vậy? Nhìn đi. Dù sao đằng này cũng là lá ngọc cành vàng đấy nhá. Không, đó là chanh muối chứ. Cái gì nhìn đây mà bảo là chanh muối à? Không phải. Là sao? Anh ơi, cái này không phải chanh muối anh ơi. Ủa? Dạ, nhìn kỹ rồi, chanh hỏi. Chanh hỏi là chanh gì? Chanh gì? Hỏi chảnh đấy. Ôi dồi ôi, anh bảo là em chảnh á hả? Ừ. Ôi thật cũng may, chứ nãy giờ cứ nhìn vào đây bảo người ta là chanh muối. Xin lỗi nha. Này, nhìn vậy thôi. Này, nhìn đây này. Nhìn vậy thôi chứ bưởi đấy. Bưởi đấy. Ừ, bưởi năm rồi đấy. Sao em mở miệng ra được cái tầm bậy quay. Gài em cái bưởi mà nổi tiếng người ta gọi là bưởi năm rồi. Anh, nghe, nổi tiếng thì nó năm rồi hiểu không? Còn này nó nổi lình bình như lục bình vậy là phải bưởi năm rồi hiểu không? Bưởi năm rồi nó nổi lình bình vậy. Nói chung là tụi anh vẫn chơi thôi. Chứ thấy hai bé dễ thương thì muốn quen vậy mà. Nhưng mà bệnh nó nói là cành vàng lá ngọc. Đúng rồi. Bên đó là em gì? Là cành vàng đúng. Lá ngọc. Hai em là cành vàng lá ngọc thì hai thằng anh cũng là
Cẩm Thạch hộp xoàn. Ngọc Quang là lấy sĩ Hàng Anh không đó. Vậy à? Đừng có coi thường nha. Đừng có coi thường nha cưng. Nhưng mà nói cho hai em nghe nè. Thật sự đó là thấy hai em dễ thương, bảnh bao muốn làm quen. Đúng rồi. Mà em nói vậy xin lỗi, ngó lại coi, ngó coi. Ngó đi. Ngó đi. Đây cũng đẹp trai bảnh bao à. Anh ơi, đẹp trai bảnh bao cũng không đu. Trời ơi, đang nói chuyện vô duyên vậy anh? Cái gì? Ừ. Anh nói nắng chí mà vô hầu rửa. Em còn nói chí mố mà anh nói em là vô duyên. Em ơi, nói nghe này nha. Tụi anh là thấy em dễ thương, thấy không? Thì hai đứa đến làm quen thôi. Chứ còn em mà nói cái kiểu mà đẹp trai vậy mà không giống vậy, người ta đi ngang qua người ta quánh giá trị hai thằng anh sao? Người ta nói hai anh như vậy mà là cái phường háo sắc, thấy không? Anh dẫm... ơi, bình tĩnh em giải thích này. Hai anh làm như là đẹp trai có cái lỗ tai để trang trí chứ không hiểu cái ngôn từ của người ta. Ủa chứ em đã nói lại gì? Người ta nói là hai anh đẹp trai cũng không có đủ. Đúng rồi. Chứ không anh phải not mình... enough. À vậy hả? Yeah. Ai biết tự nhiên tự nó là để anh đây. Em biết tại em nghe tưởng là đẹp trai. Vậy chứ sao mới gọi là đủ? Phải có trí thông minh nữa. Đúng rồi. Ý anh, không lẽ hai anh em mình nhìn ngu lắm hay sao tự nhiên phải có trí thông minh nữa anh? Anh nhìn em cái mặt em có thấy ngu không? Không ngu. Cái mặt em nhìn đâu có ngu đâu đúng không? Không có ngu, hơi ngáo tí. Không ngu đúng không? Không ngu. Mặt em là không ngu, mặt này gọi là mặt gì anh? Xấu. Xấu. Gọi mặt xấu. À, không đúng, mặt hả? Em là mặt xấu. Hả? Mặt anh là mặt xệ. Đó, hai đứa xấu, đứa xệ chứ không có ngu. Không ngu. Không có ngu. Hai anh em từ tôi bước ra đường. Bước nè, đến nè. Đến ngã tư đó. Đến đây. Xe thắng cái két. Hai anh em đứng tại bà con vừa. Người ta nhìn ta nói trời ơi hai anh em không xấu đều. Hai anh khùng. Khùng đâu mà khùng, tự nhiên hạ giá mình. Hai anh em mình không có bình thường thôi. Hả? Không, hai anh em mình phi thường. Phi thường lắm phải không? Phi thường thì phải phi thường chứ không là cho ra đường đấy. Nhưng mà làm sao? Giờ em muốn gì? Đây, bây giờ em thử đố vài câu xem anh có phi thường hay không nhé. Muốn làm gì làm đi. Hỏi đi. Này, mùa xuân Tết đến, thường thường người ta đi chợ người ta mua cái gì? Muốn mua cái gì mua? Hay, đó, bây giờ em trả lời cái đó, ta lòi cái gu của em ra rồi. Là sao? Hay quá, qua đi. Sao? Người ta hỏi muốn mua cái gì? Chứ không phải là muốn mua gì mua. Không? Mua cái gì là tức là người ta muốn hỏi mua cái gì, nó thẳng vấn đề vậy. Thôi người thông minh trả lời. Người thông minh anh trả lời thử coi người, nghe trả lời cái gì? Mua xuân mà đi chợ xuân là người ta thường thường là người ta mua hoa đúng không? Giỏi thế. Thấy chưa? chính xác. Anh mới xàm á anh Liêm. Dạ. Nghĩ sao anh là anh thích mua hoa đúng không? Nhưng em không có thích mua hoa, em thích mua bánh mứt thèo lèo cứt chuột, thấy không? Dạ, vậy chết giờ người ta đang đố mình, người ta coi cái trí thông minh của mình. Ủa vậy hả? Người ta hỏi mua cái gì anh nói mua hoa là chính xác rồi. Ủa vậy là mua đúng mua rồi hoa đúng hả? Mua hoa là chính xác anh ạ. Rồi bây giờ anh trả lời đúng rồi, giờ muốn làm gì? Muốn gì? Thì nói chung là bây giờ nếu mà trả lời đúng rồi thì em xin đố tiếp. Đố hả? Mà đố vậy gì? Thì em lại đố tiếp về loài hoa. Ôi ơi, hoa thì anh có biết hay không? Một bụng. Mới đi chợ xuân về, hoa gì cũng mua hết. Chị đố. Muốn đố hoa gì là anh có hoa đó. Anh chắc không? Chắc chắn luôn. Chắc rồi anh rồi. Đố đi, anh trả lời. Nếu đố về hoa, đố đi. Anh ơi, cố lên nha, đừng để mất mặt gia đình nha. Yên tâm. Nha. Rồi, đố về hoa, cố lên chị, cố lên. Mời. Nha. Đó. Nghe nha. Chuẩn bị đi anh, chắc chắn là phải nha. Nghe em đố nha. Nghe về em đố. Đầu xuân xuống phố rào hắt phố phường, muốn biết ta tỏ tường thì nghe em đố. Hãy nghe cho rõ là đóa hoa gì? Hoa gì? Hoa gì? Hoa gì là hoa gì? Hả? Hoa gì? Ai biết hoa gì? Hoa gì? Anh hãy nói anh biết mà. Có đố gì đâu hoa gì? Ủa, đúng rồi, hả? Tôi chưa đố mới đề ba vô à. Trời ơi, làm anh em nhảy gần chết luôn rồi. Mới đề ba mà anh em qua mất quá. Nhảy thoát rồi. Bây giờ hai thằng tưởng đố rồi. Ủa giờ chưa đố hả? Chưa có đố phải không? Chưa có đố. Thôi giờ đố đi em. Rồi em làm đã giờ nhảy chết. Ê, nhưng mà Sao anh? Bây giờ nó nghe nè. Khoan, anh để anh hỏi coi. Hỏi trước chứ. Hỏi đi. Nếu mà bây giờ hai anh em mà tụi tôi mà trả lời đúng đó ha. Thì bên hai em ấy có thưởng cho gì không? Nói chung anh muốn cái gì thì em chiều hết ấy.
Muốn gì em cũng chịu hết. Vô rồi, vô rồi. Cái game này vô rồi, vô rồi. Cái game này trả nè. Nói nghe là giống như giờ, giống như mình chơi game show vậy đó. Ok, như đợi trúng là mình có thưởng. Đúng rồi. Bây giờ như vậy nè, nếu mà giờ hai em á mà đố, mà hai ai thằng anh mà đoán được đó, đố trả lời được á, thì bên ấy cho tụi này hôn một cái. Đó, được. Hay. Còn nếu mà bên đó hai em mà đố mà hai anh không trả lời được thì hai thằng anh sẽ đứng yên tại chỗ cho hai đứa em hùng một cái. Đó, đứng yên luôn. Chị ơi em không chịu đâu. Sao không chịu? Đúng cùng húng mà sai cùng húng, vậy là mình bị hại rồi. Bà, sao bà dại thế? Trời chị em mình ế lâu rồi, bây giờ tự nhiên có đàn ông người ta đến ta hãm hại là phải mình phải vui. Phải vui. Phải vui nhá. Dạ. Yeah. Mừng quá, đố luôn, chơi luôn. Chơi luôn, chịu luôn. Chơi luôn. Rồi, đợi anh, lên. Đợi anh, lên. Chuẩn bị hung nha, chuẩn bị hung nha. Rồi, vô đi. Đố nè, đố đố. Khó lên nha chị. Đầu xuân năm mới là đóa hoa gì? Đầu xuân năm mới là đóa hoa mai, vượt dặn đường dài là hoa thiên lý, đánh tình mà thùy mị là đó hoa trang, cảnh sống mà giàu sang là hoa chảnh chẹ là mắt dài. Sao chửi vậy? Sao tự nhiên bảo em là chảnh chẹ? Thì đúng rồi, giàu sang là nó ưa chảnh chẹ đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Sao tự nhiên cứ nói mình giàu sang là chảnh chẹ là sao? Này em xin giới thiệu với hai anh nhá. Mặc dù tụi em giàu từ trong trứng nước, nhưng chưa bao giờ biết chảnh chẹ với ai là gì hết nhá. Tao chưa có chảnh chẹ kìa anh. Ủa sao giàu trong trứng nước là giàu sao? Giàu trong trứng nước hả? Là mình lấy cái trứng mà mình bỏ vô nước, cái mình luộc sôi lên là cũng như là như trứng luộc vậy, là trứng nước là trứng luộc, trứng luộc là trứng nước đó. Là trứng luộc sao vậy? Trứng luộc là nhiều khi mình ăn trứng luộc hoài nên không có xài tiền cho nên mình giàu. Hai anh đi về thướng đi. Đẹp trai đi. Mà dột. Nó nói nhà em bị dột đó. Quê chứ anh. Xin lỗi hai em. Nhà anh mua ở Fountain Valley có 1.8 triệu thôi. 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 2 cái hồ bơi và có sân tennis ở đằng trước. Nhà anh là never dột. Chị nói đi chị. Này anh ơi, lại tội nghiệp anh nữa rồi. Có cái lỗ tai để trang trí cậu không có hiểu. Nó bảo là hai anh nhìn vậy chứ mà dốt. Đúng rồi. Chứ không phải là dốt. Tự nhiên nói là tụi anh dốt là sao? Tự nhiên đang nói dốt là dốt chỗ nào? Không, xin lỗi. Đúng, ta chữ đúng. Dốt, đúng. Là sao dốt? Ta đang đố trái cây. Ủa, ta đang đố nhiều hoa. Anh ơi, em nói anh dốt là bởi vì dầu từ trong trứng nước là dầu từ nhỏ đó, anh có biết không? Thấy chưa, em dịch tầm bậy không? Người ta nói em dốt phải rồi. Không biết, tại vì tự nhiên nói dột, em nghe dột chứ em đâu có nghe dốt. Là dầu từ trong trứng nước. Thấy không, là dầu từ nhỏ. Đúng rồi. Xin lỗi thôi. Nói bài vui biết. Nói chặt rồi nói lợi, nó làm dữ vậy. Đố cho vui thôi mà. Này, bây giờ nghe đố tiếp nha. Đố tiếp là để anh trả lời lợi chứ. Anh trả lời lợi nha. Rồi. Con anh gỡ. Lấy lại mặt mũi gia đình anh. Nghe nè. Nghe anh gỡ. Cảnh sống giàu sang mẫu đơn phú quý, cánh tình mà thùy mị là đó hải đường, hay giận hay hờn là hoa mít ướt, tình cảm sướt mướt là đó hoa hồng. Hỏi vợ hỏi chồng, 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 để anh về hỏi má mai trả lời được không? Về sao vậy? Đi mua đi mua về đi đi mua. Sao về vậy? Sao về? Hỏi vợ hỏi chồng thì phải về hỏi má chứ. Chứ bây giờ mình đây mình trả lời mình lấy rồi người ta coi thường mình sao? Đúng, trời ơi, áo mặc sao qua khỏi đầu đúng không? Hỏi vợ hỏi chồng là chịu rồi. Đúng rồi, hai đứa mình là thuộc loại cái tiếp người dễ thương chứ không thể nào dễ dụ. Em rảnh không? Dạ. Vào mượn cho chị cái thang. Rắn mà kìm cái thang chị thì... bắt cái thang lên, chị leo lên, chị nói chuyện với anh cho nó vừa lòng. Là sao? Là sao? Để nổi anh đó. Cao quá mà. Là sao? Này, anh đã từng soi gương chưa? Có, mỗi ngày. Anh nhìn vào gương mặt của anh trong gương chưa? Mỗi ngày luôn. Cái trán của anh thì nhăn như là trán khỉ, mắt thì bụt như mắt bò, mũi thì hình như mũi trâu, mà cái miệng hô như là miệng con gấu. Ủa, nó khen anh dữ vậy ta? À, nét đẹp anh đẹp dữ vậy sao trời?
em ơi, dạ, em ơi, em áo đỏ bên kia ơi, dạ, cái mà mình nói ai đó là mình phải nói đúng người đó nha, bắn đúng người đó chứ em đừng có bắn qua người khác kỳ lắm. Hiểu không? Cái gì mà cái mỏ đó, cái vụ mà cái mỏ hô hô à, cái mỏ hô như là con gấu. Ôi chết, sao mà em tả anh nhỉ? Mà miệng anh hô thật đấy, em xin lỗi anh. Mà cái miệng anh này móm này. Miệng anh móm như là con gấu. Đó. Giờ vô rồi đó anh. Giờ vô rồi đó. Ta là tả nét đẹp, giờ nó ra nét đẹp đó, đúng không? Bây giờ nhờ em tả cái nét đẹp của anh mà anh mới thấy luôn á. Đẹp không em? Ngó coi. Đã quá rồi. Qua đứng bên này. Ngó coi. Nhìn em. Trời ơi, cái góc khung hình này. Thấy giống không? Giống lắm anh ơi. Em nói thiệt anh nha. Anh mà đẹp giống vậy anh đừng có ra đường. Sao vậy? Nét đẹp này giờ phải bỏ trong lòng. Ủa em lòng chi? Trong cái chuồng đó anh hiểu không? Đó là cái mua cái chuồng vậy em thả anh vô trong. Em khắc một khuỉnh thôi. Đưa cái mặt anh ra giống như mặt ra. Đó, giống vậy đó. Rồi bắt đầu em mới bán vé cho người ta vô coi. Ở dưới em có chú thích thêm vàng nữa. Để gì dưới này? Đừng chọc phá thú dữ. Không, cái này là người ta tả chứ phải em đâu. Nói gì mà nghe hồi thấy ghê vậy. Ê, nói nghe nè, anh nói em nghe và chịu hợp tác không? Dạ. Anh bỏ tiền ra đầu tư mua cái lồng về đó rồi anh bán vé em hốt tiền, anh bán vé em hốt tiền. Chỉ về anh. Thì mình bán ảnh vé bán người ta vậy. Hả? Quê. Nãy giờ ta suy nghĩ không kịp. Không kịp hả? Ta nói anh là tráng khỉ nè. Mắt bò nè. Mũi trâu nè. Đúng. Miệng gấu nè. Đồng vật nguy hiểm. 400 con vật ở trên cái mặt anh đó. Đúng rồi. Vậy đâu phải con người. Anh á bây giờ biết không, hồi xưa mà ta coi cái channel mà Discovery đó. Là giờ người ta bỏ coi cái channel đó luôn. Ta chỉ mở coi anh thôi là thấy hết tất cả những con vật ở trên cái con người của anh á. Ủa vậy nói anh quái vật hả? Không. Em nói mà nói. Ai mà nói anh quái vật. Nói gì mà ác mồm mà anh chỉ là quái thai thôi. Chị ơi, mình hiền. Tự gái nha, quê nha. Nói vậy thôi đi về đi chứ anh chứ. Vậy? Không, chưa trả lời xong mà. Ủa vậy hả? Nãy là mình tưởng là hỏi vợ hỏi chồng, tức là khoái mình, chịu mình. Mình mới về hỏi má. Đúng rồi. Thật sự ra trời ơi, trả lời là phải thắng. Biết không? Thắng. Nè, để không? Đó là hiểu lầm. Nãy hỏi gì? Nãy hỏi câu chót là gì? Hỏi vợ, hỏi chồng. Đó thấy không? Là qua thua. Đó là qua thua đó em. Qua thua là hoa gì? Qua thua là hoa gì anh? Trả lời em được thua chứ sao? Vậy em hỏi anh vậy mà làm như quá này cũng là tiền hỏi chở không thua rồi không biết phải không chứ sao hả? Không biết này thôi vậy qua gì? Ôi anh không có đi học à, dễ thế. Hỏi vợ hỏi chồng là đóa hoa tai đây này này. Đấy, hoa tai này. Ủa sao gọi là hoa tai? Thì bây giờ anh đi hỏi vợ, anh phải có hoa tai để anh mới cưới được vợ, hiểu chưa? Không, hồi nãy là tính nói cái này rồi mà quên. Chị ơi, chị anh ơi. Em là em có em biết rồi mà tại em tưởng anh biết đó nên anh em mới không trả lời. Chị em ơi, bên nợ thua rồi, bên nợ thua rồi. Mình húng thôi. Cái gì? Thôi. Mình húng cái gì? Cái gì? Thôi hả? Người ta thua. Dạ. Yeah. Mấy anh thua rồi. Vậy là em được hôn với anh rồi đấy. Chị hôn nhá, chị hôn nhá. Nãy em nói gì? Nãy em nói đâu? Đứng thẳng cho nó hôn. Này. Anh kìa, em làm trước đi, em thua mà. Trời, nghe hôn cái người cứng. Cứng á. Để tao hôn cái. Em ơi, chị hôn như thế này người ta gọi là hôn gì đấy em? Chị ơi, mình hôn mà người ta đứng trệt chân như rửa thì gọi là ép hôn. À vậy hả? Vậy thì chị hôn lại nhá. Đáng kìa. Đúng hả? Trời ơi. Em ơi, chị hôn này người ta gọi là hôn gì vậy em? Chị ơi, mình húng một cái rồi mà mình húng một cái nữa, người ta gọi là tái hôn. Hay quá. Hay quá. Vậy bây giờ chị hôn thêm cái nữa này. Chị hôn thêm cái nữa này. Em ơi, chị hôn này người ta gọi là hôn gì em? Dạ. Còn mình đè xuống mà mình hôn như ní thì người ta gọi là cường hôn. Trời ơi, vậy thì chị phải làm lại cái nữa. Bây giờ chị làm lại cái nữa người ta gọi là hôn gì nhá? Dạ. Cắm hôn. Sao lại cắm hôn? Ra đây. Hết có thấy tay rồi. Nhường nó làm tới. Không anh ơi, dạ mình thua mình phải chịu chứ anh. Nhưng mà nó giao con cái à? Ủa vậy hả? Thôi. Nói chung là nãy giờ em cũng được ba phát rồi, cũng vui lắm. Chị phấn chấn quá em ơi. Bây giờ do thơm đến em đấy. Tới em. Tới em húng phải húng. Đúng rồi. Hay quá. Anh ơi. Anh đừng yên để cho em húng. Đồ chùa sao tự nhiên đứng im cho em hôn?
rắn mà không được hôn. Em nghĩ ra này là nãy anh Liêm anh thua thôi, còn anh đâu có thua đâu. Nãy giờ là bên kia đố, bên đây trả lời thua, bên đây bị hôn. Còn anh là chưa hề được có cơ hội trả lời là không có thua nha. À đúng rồi, mới đố người à, mới đố người. Đúng không? Rửa là anh chưa có phục. Anh không phục, anh là tên Tâm thì em phải làm sao phục anh, phục thì mới gọi là Tâm phục. Được rồi, phục. Em sẽ làm cho anh Tâm phục. Khâu phục. Em làm sao nói đi. Hồi nì là chị em đổ về bóng bấy chứ em đổ trái. À trái thì anh thích trái. Nó chửi em hả? Ủa sao em chửi anh? Nó nói bông trái, có nghĩa là nó đang nói ai em á là trai bóng. Hiểu không? Giận. Không có gì. Em không có nói rửa. Anh xin lỗi với em nha. Nhìn anh là giống cái cây bông thôi chứ thật sự anh là nguyên một trái đó. Em biết vậy đó. Mà em biết mà. Nguyên một trái luôn à. Nhưng mà nó nghe, hồi nãy chị em là đố hoa chứ không có đố bông nha. Bông hoa chi cũng rửa. Hả? Bông hoa sao rửa? Bông hoa mà đem đi rửa là nó héo hết luôn. Có anh. Hả? Dạ bông plastic là mình phải rửa để mà nó dính bụi á. Tại đang đố rồi là bông tươi. À, tươi. Nhưng mà em nói nghe này, con em ấy, bông với hoa gì cũng là như nhau. Bậy. Như nhau sao được như nhau? Bậy lắm nha. Bông với hoa là không có như nhau nha. Bông là bông mà hoa là hoa. Đúng. Nè, bây giờ giải thích. Cái gì người ta đẹp là người ta kêu là hoa hết. Chẳng hạn như đây, hoa cúc, hoa mai, hoa mận, hoa đào. Hoa hậu. Đó cũng là gọi là đẹp mới gọi là hoa hậu, đúng không? Còn cái gì mà nó bớt đẹp là người ta chuyển qua người ta gọi là bông. Chẳng hạn như là bông bụp, bông thuyết địch. Có. Đúng rồi. Bớt đẹp là người ta gọi là bông bụp nè, bông thuyết địch nè, bông súng nè, bông bóng. Bông bóng. Không có liên quan gì tới bông bóng hết em ơi. Có. Sao có? Bông mấy bà bóng bắt cài trên đầu người ta gọi là bông bóng đó. Cũng có luôn hả? Nhờ em mới biết đó nghe. Thấy em hay không? Nhưng mà sao cũng được. Bí trừ là em đổ về trái cây mà. Ủa em đổ trái cây hả? Dạ. Em đổ trái cây, anh trả lời trái cây. Trời ơi, một bụng trái cây. Vậy bí trừ em đổ nha. Em đổ đi, anh ôm trả lời lắm rồi. Ráng nha. Em ráng, em sẽ lấy lại mặt mũi của gia đình. Dạ. Chị đề em. Vô. Hey. Ráng em. Vô. Để em ủng hộ tới lần em. Nghe về, tối đổ xuống sáng giao phố mua sắm tưng bừng, bánh mứt thơm lưng trái cây khắp phố. Biết chứ em đồ nghe thương là trái chi. Trái chi là trái chi. Trả lời. Chi là trái chi. Trả lời. Trái chi thì trái. Anh ơi, em chưa đổ mà. Chưa đố anh ơi, chưa đố mà sao anh em mà cứ bị hớ hoài vậy ta? Anh sao anh nôn nóng mà để chưa em... đố mà sao mình cứ giật hoài vậy? Ủa, chưa đố biết chưa là em mời đố nè. Bây giờ em đố đi. Dạ, em đố này nha. Đố lẹ chứ anh này nãy giờ anh mệt lắm rồi nha. Bây giờ anh mới đố đó. Nghe từ chài ní là chài chí nào. Ruột đỏ bò sắn là trái dừa hấu. Hình thù sáu sầu là trái sầu ri. Nếu không tiếc tiền xoài thơm xoài két, ăn vào rớt mát là trái thanh long. Ngôi quảng vong vong là cái đồ nhiều chuyện. Các không đồ nữa. Chị nghe gì không anh? Anh bình tĩnh em giải thích này. Eo ôi anh bình tĩnh em nghe giải thích này. Chắc thế. Chắc quá. Ôi mà chuột hơi bé nhá. Tính đấy mà chuột bé. Nhớ tập nhá. Này hơi mềm. Nhưng mà được cái chuột to. Em thích. Em ơi. Dạ. Gu của em là gu gì đấy? Dạ gu em là gu chi. Còn gu chị là gu mềm. Gì ấy? Này nghe giải thích này. Ừ. Lúc nãy con em ấy, nó bảo là cắt chứ không phải là. Hiểu chưa? Mấy anh đừng có đứng hình. Hiểu chưa? Ủa vậy hả? Nghe không tự nhiên em đứng hình với làm anh đứng theo. Vậy, em không những là em đứng hình mà em đổ mồ hôi hột luôn anh. Có đâu mà đổ là, mồ hôi. Kêu là, em khuyên em của em nói nó đàng hoàng ta mới hiểu chứ. Này em ơi chị nói em nghe này. Mình ấy, mình nói đã khó nghe rồi. Thôi thì từ nay ấy em cứ nói mọi người em dùng Enlist đi. Yes, I did.
trời ơi, cái chữ đó là ngoài Bắc ấy còn sợ hơn nữa đấy em. Trời ơi, cái chữ đó mà trong Nam cái là khỏi cần luôn, ra cái là giải tán nguyên đám đông. Thì đó, em nói tiếng Việt, tiếng Anh chi người ta cũng hiểu nhầm. Dạ, 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 em thay mặt vợ em xin lỗi anh. Cái dạ. gì? Em gì vậy? Xin lỗi chị, dạ, dạ. À, gì? Nói nghe, qua đây. Dạ. Mai mốt về nhà đó, mà nếu mà rảnh anh á. Anh ơi, cái tay anh đề lâu chờ rồi. Em xin lỗi em. Tùm tướp, tướp. Ờ. Không phải. Tùm tướp. Không, bây giờ nói nghe nè, mai mốt có gì thì anh đăng ký cái lớp mà bổ túc ngôn ngữ thêm. Để hai đứa mình đi học chung nhau, được không? Anh hứa nha. Ui. Anh hứa đó nha, em thiệt anh. Ê, đang đố đó. Ủa, đang đố, đang đố. Ủa mà nãy em đố gì đến đâu rồi? Sao em đồ anh trải trí bằng ngôi quảng vong vong, anh lại nói là đồ nhiều chuyện. Thì đúng rồi, cái gì mà giống như là rảnh rỗi mấy cái bà mà ăn ở không rảnh rỗi đi vòng vòng là nồi chuyện chứ còn nhiều chuyện chứ còn gì nữa. Nhưng mà em đổ trái cây mà. Đúng rồi, giờ ta đang đổ trái cây mà. Ồ em bậy quá ha. Không tự nhiên nó chửi ra nhiều chuyện. Sai quá sai. I'm sorry baby. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bị chứ anh có biết chưa? Để nó đổ lại. Đổ lại. Đổ lại, đổ lại. Bây giờ em đổ lại đi, anh có câu trả lời rồi. Dạ. Em đổ lại đi. Vô, anh chuẩn bị con không? Nghe nè, nghe tụi nó trả lời. Nghe nè. Ngôi quảng vong vong chính thiệt là trái lê, ngựa mà gài mê là trái mắt mèo, quánh tay ló nghèo là trái bần ổi, không sâu chẳng lồi là trái mãn cầu, cái bụng mãn bầu, cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu, ráng lên. Cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu, anh đưa chồng có con rồi chị ơi, em hơn chị là nhạc có phúc, chị chỉ được hốn thôi còn em là được hổ. Ai hốt em? Anh đi. Anh mới nói đưa em đi đẻ thôi chứ chưa có hốt nha. Anh trả lời cái câu của em thì em nói là mang có gì cái bộ có một cái bụng có bầu thì anh đưa em đi đẻ là trả lời chú thôi. Cha, chưa hốt nha. Em hiểu sai anh ơi. Ai biểu anh nói là đứa em đi đè, em tưởng là anh hột em rồi. Ôi trời ơi, nồm mà này. Này, 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 ta đang hỏi em là cái trái là trái gì, không tự nhiên đưa em đi đẻ là sao? Yên tâm, anh đã suy nghĩ ra được. Sau một phút suy nghĩ ra anh đã biết được cái bụng mang bầu là trái gì rồi. Cái bụng mang bầu là trái gì? Cái bụng mang bầu, cái bụng mang bầu đúng thiệt là trái bầu, đúng không? Ui chú cha mà ơi. Ở trái bầu nên mới đưa đi đẻ đúng không? Cái mặt dễ thương đi. Đẹp trai đi. Mà còn thông minh nữa. Anh ơi. Em ơi. Em chiều anh rồi đó. Chiều rồi phải không? Anh thắng rồi. Dạ. Yeah. Vậy. Anh ơi. Anh hôn em đi anh. Thời tới cản không kịp. Được hôn luôn. Trời ơi, cùng chị, cùng em với nhau mà con ấy nó phước quá anh ạ. À. Sao? Em đến bây giờ vẫn chưa ai hốt. Anh ơi, đưa em vào khách sạn luôn đi anh. Bậy ơi, bậy ơi. Nhầm, anh ơi, anh hốt em luôn đi anh. Còn anh không hốt em thì để em hốt anh. Ê, luôn. Không có bậy nha. Em. Dạ. Mình là như vậy chứ không phải dễ. Dạ đúng. Nãy nói rồi. Đúng. Dễ thương không phải dễ dụ. Dạ. Còn mà nếu muốn dụ hả? Muốn hốt phải không? Dạ. Anh em mình hốt. Dạ. Vô. Vô. Hốt lại luôn. Phải đồ hương phân nào ai hứng hờ xuân vẫn nóng chờ tới đây năm tài cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Đầu xuân năm mới kính chúc mọi nhà sức khỏe báo lá nhà nhà nó đu tiền bạc đầy tủ gặp mọi điều may già trẻ gái trai vui vầy hạnh phúc đầu năm xin chúc lộc đến đầy nhà xin chúc ông bà già niên bách lão dễ hiền dấu thảo con cháu đầy đàn ngàn điều may ngàn điều phá xuân bạc ngã khắp mọi nơi cuộc sống thành thơi chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới. Xuân đã đến rồi
tôi gieo rắc ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hát vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi Thái Hòa. Khát khao xuân tươi. Oh my God. Rồi dựng lên. Chạy. Đỏ lên. Rồi. Bảo Vy. Hoài Tâm. Thúy Nha. Bảo Liêm. Xin kính chúc quý vị một năm mới an